Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 116. Đều ra đi, thanh âm 10 phần hờ hững, hàm chứa một loại không thể phủ định ý vị, tựa như người nào không nghe lời, tiếp xuống nghênh đón bọn họ liền là hủy diệt tính đả kích. Bán bộ thần vương, chúng ta đều bị phát hiện. Bạch Ma nghe được thanh âm kia, khẽ cau mày nói, lập tức phóng ra bước chân, chuẩn bị đi ra ngoài. Ở nơi này đừng động, trước nhìn xem, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói. Bạch Ma 10 phần khó chịu Tiêu Phàm ngữ khí, song khi hắn nhìn thấy bản thân chung quanh cổ thụ bên trên bao phủ thần văn lúc, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Vẻn vẹn chốc lát, liền thần văn liền biến mất không thấy gì nữa, Bạch Ma cảm giác sự tình gì đều không phát sinh. Mà ở cái này lúc, mấy đạo thân ảnh từ bọn họ không trung lướt qua, quỷ dị là, những người kia dĩ nhiên không có phát hiện bọn họ. Ngươi là trận pháp sư, Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lần thứ nhất cảm thấy Tiêu Phàm có chút bất đồng. Ta là thần điêu sư, Tiêu Phàm quay đầu lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhe răng cười nói. Bạch Ma con người hơi hơi lóe lên một cái, không biết là kinh ngạc, vẫn là không tin. Không tin cũng bình thường, nói chung, thần điêu sư nhất định là trận pháp sư, mà trận pháp sư, có thể không nhất định là thần điêu sư. Có thể trở thành trận pháp sư liền là phượng mao lân giác, lại càng không cần phải nói càng thêm thưa thất thần điêu sư. Bạch Ma hồi tưởng lên vừa mới Tiêu Phàm ở chung quanh đi lại thời điểm còn mở miệng châm chọc hắn, trên mặt nóng bỏng đau, hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai Tiêu Phàm lúc kia ngay tại bố trí trận pháp. Có cái này trận pháp tại, Long Gia người không có khả năng tùy tiện phát hiện bọn họ. Hô hô, đột nhiên, từng đạo gào thét vang lên, Bạch Ma ánh mắt theo thanh âm kia nhìn lại, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người hướng về nơi xa sơn cốc trung ương bay đi. Cái kia không phải cái kia cái gì Lục Kinh Long a, hắn cũng đang. Bạch Ma lông mày hơi nhíu, tại không biến hóa bản thể tình huống dưới, liền là hắn muốn giết chết Lục Kinh Long cũng không dễ dàng. Có thể nói, Lục Kinh Long là hắn tạm thời kiêng kỵ nhất một người, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm trói buộc hắn, nếu không mà nói, đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh, Bạch Ma cũng không e ngại. Lấy hắn bây giờ thực lực, mặc dù không phải thần vương cảnh cường giả đối thủ, nhưng hắn nếu muốn trốn, thần vương cũng chưa hẳn có thể giết chết hắn. Không chỉ Lục Kinh Long, thế lực khác người đều đến, đoán chừng đều là vì long hồn mà đến. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Hắn không chỉ có nhận ra Lục Kinh Long, còn có Vũ Văn Tiên, Vũ Văn Hầu, Cổ Linh Phái trưởng lão Chu Nham, vô luận là thiên thần cảnh, hay là cổ thần cảnh, đều có không ít. Nhìn đến, cái này Long tộc táng địa đối với các đại thế lực tới nói, có lẽ sớm cũng không phải là bí mật gì. Bạch Ma trầm ngâm nói. Ngươi còn không đần, ta còn nghĩ đến ngươi sống quá lâu, đầu cũng không dùng được nữa nha. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Bạch Ma một cái nói. Bạch Ma hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, lại không dám nói lời ác độc, đành phải bảo trì trầm mặc. Nếu như ta đoán không sai, Long Gia có lẽ sớm liền ở chờ lấy những người này đến, nếu không mà nói, lấy chúng ta hai người thực lực, muốn thành công tránh thoát Long Gia dò xét, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Đây là tại sao? Bạch Ma nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta làm sao biết rõ? Bất quá ta suy đoán có thể là bởi vì Long Gia cần mượn nhờ ngoại lực a. Tiêu Phàm tức giận nói, cái này Bạch Ma thực lực mặc dù không tệ, nhưng đầu rõ ràng không thế nào dễ dùng. Bạch Ma lộ ra trầm tư hình dạng, trước kia hắn, chỗ nào cần đùa nghịch những âm mưu quỷ kế này, trực tiếp một kích giết chết là được. Chân áp 100 vạn năm, bây giờ hắn, tự nhiên không thể giống như năm đó như vậy phách lối làm việc, huống chi hiện tại rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Tùy thời có thể được Tiêu Phàm khống chế đây. Các vị, đều ra đi, chẳng lẽ còn già hơn hủ tự mình đến mời sao? Lại một đạo thanh âm vang lên, Long Đằng phủ đại trưởng lão Long Uyên đạm mạc con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, trong giọng nói lộ ra một cỗ lăng lệ. Thoại âm rơi xuống, lại có một số người từ chung quanh trong rừng rậm đi ra. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hít sâu một cái nói, Bạch Ma, ta muốn đem ngươi giấu đi, qua một lúc lại thả ngươi đi ra. Cái này Long Gia quả nhiên là cố ý thả chúng ta tiến đến. Bạch Ma cũng rốt cục hiểu được, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, gật một cái nói. Không chỉ cố ý để cho chúng ta tiến đến,
đoán chừng còn không để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Tiêu Phàm chỉ chung quanh sơn cốc trận pháp màn sáng nói, hắn trong lòng cũng ngưng trọng lên, cái này Long gia cố ý hấp dẫn nhiều người như vậy tới là làm cái gì đâu. Nguyên một đám ý niệm từ trong mắt lóe qua, Tiêu Phàm vẫn như cũ không biết Long gia ý nghĩ, phất tay, trên mặt đất bạch ma biến mất, cùng lúc đó Tiêu Phàm triệt hồi chung quanh trận pháp, đạp không hướng về sơn cốc trung ương bay đi. Nhiều người như vậy đều đi ra, liền Lục Kinh Long đều ở, Tiêu Phàm tin tưởng, Long gia tất nhiên không dám tùy tiện đối nhiều người như vậy động thủ. Sơn cốc trung ương, là một chỗ chu vi trăm trượng hồ nhỏ, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, phía trên bốc hơi lên từng đạo hắc sắc vũ khí, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hồ trong nước có từng đầu kim long hư ảnh lóe qua. Kim long hư ảnh ngẫu nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tựa như tại gào thét, muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc một dạng. Tại Tiêu Phàm chung quanh, đứng đầy không ít tu sĩ, Tiêu Phàm tùy ý lựa chọn một cái vị trí rơi xuống, giờ phút này hắn nhìn qua 30-40 tuổi khoảng chừng, mặt như đao tước, cùng chính hắn lúc đầu hình dạng một trời một vực. Mặc dù Long gia không có khả năng đối bọn họ nhiều người như vậy động thủ, nhưng Tiêu Phàm cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Tiêu Phàm dừng lại sau đó, thô sơ giản lược quét hồ nhỏ một vòng, ngoại trừ Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ, Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử mấy cái người quen biết là người trẻ tuổi bên ngoài, những người khác dĩ nhiên đều là thế hệ trước tu sĩ. Nói cách khác, những người khác đều là cổ thần cảnh trở lên tu vi, hơn nữa, liền Thanh Thương cùng U Vân Phủ hai cái trưởng lão cũng ở trong đó. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm vững tin, Long Đằng Phủ là cố ý nhường những người này tề tụ hơn thế. Long Uyên trưởng lão, chúng ta chỉ là hiếu kỳ cái kia kim long dị tượng mà đến, còn mời chớ trách. Lục Kinh Long trước tiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy a, Long Uyên trưởng lão, chúng ta liền rời đi, tuyệt không được lưu lại. Lại có người mở miệng, tựa như thật hận không thể lập tức rời đi một dạng. Cái khác tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa, đều không quá nguyện ý đắc tội Long Đằng Phủ. Các vị, tất nhiên mọi người đến, vậy lão hủ cũng liền dứt khoát mở ra cửa sổ nói thẳng. Long Uyên trưởng lão mặt bên trên hiện lên nụ cười nhàn nhạt nói. Dừng một chút, hắn lại nói các vị sớm một tháng trước liền đã tại chung quanh sơn cốc bồi hồi. Ta Long Đằng Phủ nếu là liền cái này đều không phát hiện được, cái kia đã sớm bị người hủy diệt, lại làm sao có thể tồn tại đến nay. Đám người một mặt xấu hổ, người nhìn ta nhìn xem ngươi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên đã sớm bị phát hiện, chỉ là Long Đằng Phủ không có để ý tới bọn hắn mà thôi. Hôm nay khó được tụ lại, lão hủ cũng không quanh co lòng vòng, chắc chắn mọi người đều là vì Long tộc táng địa mà đến. Long Uyên thần sắc hơi trầm xuống. Trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng. Đoàn người hô hấp cũng biến dồn dập lên, mở ra lỗ tai nghiêm túc nghe, sợ bỏ qua cái gì. Hơn nữa, nghe Long Uyên ngữ khí, có vẻ như cũng không phải muốn làm khó bọn họ, kể từ đó, vậy liền chỉ có một loại khả năng. Long gia muốn cùng bọn họ cộng hưởng Long tộc táng địa. Thế nhưng là, cái này thật khả năng sao? Mọi người đoán không sai, ta Long Đằng Phủ chuẩn bị cùng mọi người cộng hưởng Long tộc táng địa. Long Uyên đột nhiên nở nụ cười hớn hở nói. Cái gì, cộng hưởng Long tộc táng địa? Đoàn người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là không tin ý, bọn họ những cái này thế hệ trước tu sĩ đều rõ ràng, Long Đằng Phủ chiếm cứ ở đây, chính là vì Long tộc táng địa a. Có thể hiện tại, Long Đằng Phủ dĩ nhiên nguyện ý cùng với những cái khác thế lực cộng hưởng. Giờ phút này, cho dù là cổ thần cảnh, cũng có chút không bình tĩnh, có ít người thậm chí mừng rỡ như điên. Hận không thể lập tức tiến vào Long tộc táng địa. Long Uyên trưởng lão, không biết chúng ta cần bỏ ra cái gì đâu. Cho dù Lục Kinh Long, cũng hít sâu một hơi, đối Long tộc táng địa tình thế bắt buộc. Những người khác cũng nhao nhao kinh tỉnh lại, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Long Uyên trên người. Đúng vậy a, Long Đằng Phủ tất nhiên nguyện ý cộng hưởng Long tộc táng địa, nghĩ đến cũng không phải đơn giản như vậy. Trên đời này, không có khả năng có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Long Uyên mỉm cười, quét toàn trường tu sĩ một cái, cuối cùng nhìn về phía Lục Kinh Long nói, không cần ngươi nhóm bỏ ra, chỉ bất quá có một chút ta muốn nói rõ một cái, tiến vào Long tộc táng địa, nguy hiểm trùng điệp, cho dù cổ thần đỉnh phong, thậm chí thần vương đều có thể vẫn lạc, mọi người cần phải hiểu rõ. Đám người nghe vậy, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, bọn họ tự nhiên đều biết rõ Long tộc táng địa hung hiểm.
có thể Long Uyên dĩ nhiên nói không cần bọn họ bỏ ra, cũng liền tương đương với nói cho bọn hắn, Long tộc táng địa so bọn họ tưởng tượng còn muốn hung hiểm rất nhiều. Thậm chí, không cẩn thận đều có thể đem mệnh bỏ vào bên trong, cái này bỏ ra có thể cũng không phải là đồng dạng lớn. Nhìn thấy đám người chần chờ, Long Uyên tựa như sợ bọn họ cự tuyệt đồng dạng, vội vàng nói, có thể sống đi ra người, đều có thể lấy được một đầu cổ long đỉnh phong long hồn, ba cái long lực châu. Đám người ánh mắt sáng lên, trong mắt lóe qua một vòng tha thiết, một đầu cổ thần đỉnh phong long hồn ẩn chứa bàng bạc linh hồn năng lượng, đủ để cho bọn họ linh hồn chi lực đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí bước vào tầng thứ cao hơn. Mặt khác, long lực châu bên trong ẩn chứa năng lượng, thế nhưng là thối thể chí bảo, vô cùng có khả năng nhường nhục thân càng tiến một bước. Cái này long gia, thật đúng là thật lớn thủ bút. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, hắn đối long tộc táng địa, cũng càng thêm tò mò. Không nghĩ tham gia, hiện tại tự động rời đi à. Long Uyên hơi có vẻ lo lắng nói, tựa như không quá nguyện ý cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Lục Mỗ đã sớm nghe nói qua long tộc táng địa, bây giờ có cơ hội kiến thức một cái, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Lục Kinh Long ngông cuồng cười nói. Ta cũng lưu lại, nếu là có thể lấy được một đầu long hồn, đột phá bán bộ thần vương có hy vọng. Lão Hủ dừng lại ở cổ thần cảnh hậu kỳ cũng đã nhiều năm, bây giờ lại cơ hội càng tiến một bước, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng lưu lại, phong hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại nha. Thế lực khác trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói, đám người nghĩa chính ngôn từ, căn bản không có rời đi ý tứ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu trong đó mấu chốt, long tộc táng địa bên trong thế nhưng là có được lấy rất nhiều bảo bối. Nếu như có thể tiến vào long tộc táng địa, lấy được đồ vật, bản thân hoàn toàn có thể độc chiếm A. Nói cách khác, chỉ cần có thể sống đi ra, khả năng liền xa xa không chỉ lấy được một đầu long hồn cùng ba cái long lực châu thù lao. Sự tình sợ không phải đơn giản như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến, long gia cũng khẳng định có thể nghĩ đến. Tiêu Phàm nhưng trong lòng cho mình đề một cái tỉnh. Long Uyên cố ý ra điều kiện, hoàn toàn là đang cố ý dụ hoặc đám người tiến vào. Long tộc táng địa sợ là không thế nào thái bình. Long Uyên nhìn thấy cái khác tu sĩ cũng không rời đi, hài lòng cười nói, vậy liền bắt đầu đi. Long Uyên lời nói liền tựa như một cái ám hiệu đồng dạng, vừa dứt lời, từng đạo lưu quang từ nhỏ hồ trung ương trùng thiên mà lên, ngưng tụ thành một đầu rộng vài trượng cột sáng. Cột sáng cực tốc hướng về chung quanh khuếch tán, hồ nhỏ phía trên hắc vụ bốc lên, bị cột sáng tách ra, quét sạch trụ lại không có dừng lại xu thế. Nháy mắt đảo qua đám người. Một thoáng thời gian, sơn cốc bên trong bị chiếu sáng vô cùng, giống như ban ngày. Hồ nhỏ chung quanh tu sĩ tựa như toàn bộ đều trúng định thân thuật, thân thể cứng ngắc tại đó, run rẩy con ngươi nhìn chằm chằm hồ nhỏ trung ương. Cái kia hồ nhỏ đây, có người kêu to, vừa mới hồ nhỏ dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Những người khác cũng mười phần không bình tĩnh, bất quá bọn họ rất nhanh liền hiểu. Vừa mới là một cái trận pháp bao phủ hồ nhỏ, tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là một cái hồ nhỏ. Mà trên thực tế, ở bọn hắn trước mắt, cũng không phải một cái hồ nhỏ, mà là một mảnh kim sắc quang mạc hình tròn tròn, phía trên nằm dài lấy một đầu kim sắc cự long quang ảnh. Mọi người chỉ có 24 canh giờ, đi vào đi. Long Uyên mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ ngưng trọng. Thoại âm rơi xuống. Long Uyên liền mang theo mấy chục đạo bóng người hướng về cái kia kim sắc quang mạc đạp đi. Đây chính là long tộc táng địa nhập khẩu. Lục Kinh Long hắc sắc long bào phồng lên, kinh hãi nhìn xem trước mắt kim sắc quang mạc nói, tóc đen bay lên, lách mình liền mang theo mấy người vọt vào. Những người khác cũng nhao nhao từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, chiếm lấy là mừng rỡ như điên, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng đi theo. Chỉ có số ít mấy người trần chờ lúc này. Trên mặt lóe qua một tia ngưng trọng, cũng không có lập tức đi vào. Tiêu Phàm liền là một trong số đó, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kim sắc quang mạc, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn trong lòng lại là kinh ngạc đến cực điểm. Đây là một con mắt, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia kim sắc quang mạc, kẻ khác không nhìn ra, nhưng hắn có thể nhìn ra, nếu như từ không trung quan sát mà nói, cái này kim sắc quang mạc, cơ hồ cùng một con mắt không khác. Không biết tại sao, làm Tiêu Phàm nhìn về phía cái kia kim sắc quang mạc bên trong kim sắc cự long lúc, trong lòng vô tận chiến huyết,
dĩ nhiên bắt đầu sôi trào lên. Tiêu Phàm nhìn nhiều kim sắc cự long một cái, hít sâu một cái, cũng lách mình bước vào trong đó, tại hắn đi qua kim sắc quang mạc thời khắc, đầu kia kim sắc cự long cũng chấn động một cái, tựa như một cái nào đó loại cảm ứng, một vệt sáng lặng yên không một tiếng động xông vào Tiêu Phàm thể nội. Sau đó, còn lại mấy đại thế lực người, cũng nhao nhao đi theo, chung quanh sơn cốc không có một ai, một mảnh tĩnh mịch. Chốc lát sau đó, trong cổ lâm rốt cuộc lại toát ra mấy đạo hắc bào thân ảnh, làm tới gần hồ nhỏ thời khắc, mỗi người trên thân đều phát ra vô cùng cường đại khí tức, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Lần này, nhất định muốn thành công, cầm đầu một cái hắc bào nhân hít sâu một cái nói. Gia chủ yên tâm, lần này thế nhưng là chín phủ 13 tông, 60-70 cổ thần cảnh cường giả thay chúng ta mở đường. Một cái khác hắc bào nhân mở miệng nói, thanh âm 10 phần già nua. Đi thôi, cầm đầu hắc bào nhân gật gật đầu, lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Ở những người khác toàn bộ tiến vào sau đó, đầu kia kim sắc cự long đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng, gầm nhẹ một tiếng, liền hiện lên vòng tròn du đãng. Ngay sau đó chung quanh sơn cốc cột sáng kia liền bắt đầu nhanh chóng thu hẹp, sau đó toàn bộ đều tràn vào cái kia kim sắc quang mạc bên trong, sơn cốc bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Tiêu Phàm đi theo Long Uyên đám người, lại là xuất hiện ở một đầu kim bích huy hoàng trước thông đạo, không, nói cho đúng, là một đầu hẻm núi, chỉ là nham thạch lại là một loại kim sắc thạch đầu. Ở bọn hắn sau lưng, chính là cái kia kim sắc quang mạc, chỉ là màn sáng lóe lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Nhập khẩu 24 canh giờ sau sẽ lần nữa xuất hiện, mọi người đi thôi. Long Uyên đem đám người tâm thần kéo trở về. Tựa như không nguyện ý ở chỗ này lưu lại. Đám người ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đi theo Long Đằng phủ tu sĩ liền hướng lấy hẻm núi bên kia đi đến, phía trước có một cỗ mênh mông chi khí chạm mặt tới. Không hổ là Long tộc táng địa, thật là nồng nặc long lực, xa so với thần linh chi khí muốn nồng đậm a. Có người không khỏi cảm thán, hít sâu mấy khẩu khí nói. Đám người cũng âm thầm gật đầu, đối cái này Long tộc táng địa tràn đầy chờ mong. Mọi người cẩn thận, đột nhiên, phía trước kêu một tiếng sợ hãi truyền đến. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người giận đập mà xuống, uy lực tuyệt luân. Hô, to lớn móng vuốt gào thét mà tới, phát ra từng đợt gào rít giận dữ thanh âm, đó là tốc độ quá gần cùng không khí run giọng to lớn tiếng ma sát, cực kỳ chói tai. Đương nhiên, đáng sợ nhất hay là cô kia bàng bạc khí thế. Một trường này nếu là thật rơi vào người nào đó trên người, tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành thịt nát. Cũng may đám người đều là cổ thần cảnh cường giả, cho dù Tiêu Phàm bọn họ mấy cái này thiên tài chỉ là thiên thần cảnh, nhưng thực lực cũng không yếu so với bình thường cổ thần cảnh trung kỳ. Bọn họ phản ứng cực nhanh, cái kia móng vuốt còn chưa rơi xuống, liền cũng đã liền xông ra ngoài. Oanh một tiếng nổ vang, cái kia to lớn móng vuốt rơi vào hẻm núi phía trước. Cuồng bá cương phong bao phủ tứ phương, quỷ dị là, bị cự chảo kia tập kích mặt đất lại không có xé rách đến. Cái này không gian thật đúng là không phải bình thường vững chắc, liền mặt đất đều cứng rắn như thế. Tiêu Phàm trong lòng cảm thán không thôi. Vừa mới cái kia một chảo, tuyệt đối không kém gì cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích, có thể mặt đất lại một cái dấu vết đều không có, cái này đủ để nói rõ mặt đất kiên cố. Ngang đám người còn không có từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một đạo tiếng long ngâm từ hẻm núi phía trước truyền đến, ngay sau đó tất cả mọi người đột nhiên cảm giác bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tập trung vào, không khỏi ngẩng đầu hướng về hẻm núi phía trên nhìn lại. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét nhưng đem đám người dọa cho phát sợ, tại hẻm núi trên không, một cái to lớn long đầu quan sát phía dưới, hai mắt đều không sai biệt lắm có phòng ốc lớn nhỏ. Đang hé ra bồn máu miệng lớn hướng về phía dưới gầm thét, tựa như 10 phần phẫn nộ những người xa lạ này đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻn vẹn một cái đầu lâu, liền cho đám người mang đến một cỗ khó mà nói rõ áp lực, cho dù Lục Kinh Long, cũng cảm giác lưng một trận phát lạnh. Cái này long được bao nhiêu a? Tiêu Phàm ung dung thở dài, trong mắt đều là chấn động. Thoại âm rơi xuống. Không ít người không khỏi quăng tới cổ quái ánh mắt, kẻ khác đều là bị cái này to lớn long đầu thực lực dọa sợ, gia hỏa này ngược lại tốt, dĩ nhiên còn đang suy nghĩ cự long lớn bao nhiêu. Không thể không nói,
gia hỏa này thần kinh cũng thật không phải bình thường lớn. Các vị, đây là Long tộc táng địa thủ hộ thần Long một trong, đã chết vô số tuế nguyệt, nhưng nhục thân bất hủ, lại ra đời mới Long hồn, muốn tiến vào Long tộc táng địa, liền nhất định phải từ nơi này đi qua. Long Uyên nhìn xem phía trên đại gia hỏa hướng đám người giải thích nói. Đám người hiện tại như thế nào còn không minh bạch Long Đằng phủ nhường bọn họ tiến vào Long tộc táng địa mục đích đây, đây là hoàn toàn đem bọn họ làm tay chân a. Nghĩ tới cái này, đám người trong lòng giận dữ, thế nhưng là bọn họ lại không dám biểu hiện ra ngoài, trước đó Long Uyên thế nhưng là nói rõ Long tộc táng địa nguy hiểm, là bọn họ bản thân chịu không được dụ hoặc mới không có thối lui. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, còn không có tiến vào chân chính Long tộc táng địa đây, liền gặp được lớn như vậy gia hỏa. Long Uyên trưởng lão, người xác định giết chết cái này đại gia hỏa, liền có thể tiến vào Long tộc táng địa. Lục Kinh Long trước tiên mở miệng nói, hắn nhìn về phía Long Uyên ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Bất quá lại nói trở về, không ai bì nổi Lục Kinh Long, ở trước mặt Long Uyên, vẫn là tương đối khách khí. Không sai. Long Uyên khẳng định gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tất nhiên như thế, cái kia mọi người liền đồng tâm hiệp lực đem hắn làm thịt a, cái này dù sao cũng là một đầu long hồn. Lục Kinh Long quay đầu nhìn về phía cái khác cổ thần cảnh cường giả nói. Có thể, đám người gật gật đầu, ngoại trừ Vũ Văn Tiên đám thiên tài nhân vật, bọn họ yếu nhất đều là cổ thần cảnh hậu kỳ, nơi nào sẽ sợ hãi một đầu cổ thần cảnh đỉnh phong thần thú đây. Hô hô, lần lượt từng bóng người trùng thiên mà lên, 20-30 cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh lấy cấp tốc phóng tới cái kia to lớn long đầu vị trí. Cái kia cự long cũng giống như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, đồng thời vung ra mấy đạo chảo cương, liền hư không đều kém chút bị xé mở đến. Giết, Lục Kinh Long gầm lên giận dữ, liên tục oanh ra vài quyền ảnh chớp động, uy lực kinh người, cùng cái kia chảo cương đụng vào nhau. Dĩ nhiên tương xứng. Không gì hơn cái này. Lục Kinh Long nhếch miệng cười một tiếng, mười phần bá đạo nói ra. Không thể không nói, Lục Kinh Long làm người mặc dù ghét một chút, nhưng thực lực hay là không thể khinh thường. Lục trưởng lão uy vũ. Phía dưới, có người không nhịn được vỗ Lục Kinh Long một cái mông ngựa. Một đầu cổ thần đỉnh phong nhiệt xúc mà thôi, há lại sẽ thả ở trong mắt bản tọa, không đáng để lo, đối phó nó. Bản tọa một người là đủ. Lục Kinh Long khinh thường, hắn còn nghĩ giết chết đầu này cự long, đoạt hắn long hồn đây. Lấy hắn thân phận, coi như ngay trước Long Đằng phủ mặt nuốt mấy đầu long hồn, đoán chừng Long Đằng phủ cũng không dám nhiều nói cái gì. Hống, lời còn chưa dứt, lại là nhìn thấy cái kia cự long bào hao một tiếng, há mồm phun ra từng đạo hắc khí, giống như từng đạo lợi kiếm gào thét mà tới. Lục Kinh Long vội vàng không kịp chuẩn bị hắc khí kia bao phủ, áo bào nháy mắt bị cái kia đáng sợ hắc khí ăn mòn, thậm chí hắn da rẻ đều truyền đến từng đợt đau nhói cảm giác. Thật mạnh ăn mòn lực, Lục Kinh Long trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc không dám khinh thường cái kia cự long. Dù là trên mặt thừa nhận đáng sợ đau đớn, Lục Kinh Long cũng không có tê hống ra, bởi vì hắn không muốn xấu mặt. Vừa mới hắn thế nhưng là nói khoác cái này cự long không thả ở trong mắt hắn, một người liền có thể giải quyết, hiện tại lại làm sao có thể kéo xuống ra mặt hướng những người khác cầu cứu đây. Mọi người tiếp tục đi tới, có Lục trưởng lão kéo lấy, có thể cho chúng ta tranh thủ đủ nhiều thời gian. Long Uyên nhìn chằm chằm không chung một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác nói. Đám người trên mặt lộ ra cổ quái, bất quá vẫn là gật gật đầu. Mấy cái kia chuẩn bị xông đi lên chợ giúp Lục Kinh Long người, cũng nhao nhao rút lui trở về. Không chung phía trên Lục Kinh Long có loại chửi mẹ xúc động, lão tử một mình ngăn lại con rồng này, các người dĩ nhiên mặc kệ không để ý. Nếu như là dạng này, cái kia lão tử giết chết con rồng này cho ai nhìn? Lại có thể trấn nhiếp người nào? Trang bức trang quá mức, Tiêu Phàm kém chút nhịn không được cười ra, bất quá hắn trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định. Long Đằng phủ nhường bọn họ tiến đến, xác thực chỉ xem như tay chân mà thôi. Bất quá ngay cả Lục Kinh Long đều bị trở thành tay chân, chẳng lẽ Long Đằng phủ liền không sợ đắc tội Lục gia sao? Nhìn không chung Lục Kinh Long một cái, Tiêu Phàm mang theo một tia nghi hoặc, cùng các người toàn bộ đều đi theo. Chỉ có Lục Kinh Long mấy cái thuộc hạ còn thủ hộ ở dưới Lục Kinh Long mới, tùy thời làm xong cứu viện chuẩn bị.
Lục Kinh Long phẫn nộ nhìn xem Long Uyên cùng thế lực khác tu sĩ rời đi, trong lòng toát ra một cỗ vô danh hỏa, tốt một cái Long Đằng Phủ, bản tọa ra ngoài sau đó, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt ngươi. Nhị gia, không cần dùng chúng ta. Phía dưới, Lục Kinh Long một cái hạ nhân thuộc hỏi. Còn thất thần làm cái gì? Lục Kinh Long vừa sợ vừa giận, phẫn nộ quát ầm lên, lập tức lạnh lùng nhìn không trung liền thần Long nhất mắt, cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn tuôn ra. Hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng cùng đi lên mới có thể lấy được nhiều hơn Long hồn. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm theo lấy mọi người đi theo Long Uyên đám người tiến lên, chốc lát sau đó liền xuyên qua hẻm núi, bất quá cũng không phải như đám người tưởng tượng như vậy, sẽ thấy một mảnh mênh mông không gian. Ở bọn hắn trước mắt, lại là một mảnh cực nóng nham tương hải, bọn họ đứng ở vách núi bên bờ, đều có thể cảm nhận được nham tương cực nóng cùng thiêu đốt. Nơi này không phải Long tộc táng địa sao? Ta nghe nói Long tộc táng địa hẳn là tương đương với một cái tiểu thế giới A, coi như lối vào có hẹp dài thông đạo, nhưng là sẽ không liên tục xuất hiện dạng này thông đạo A. Nhìn xem một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, một cái thế hệ trước tu sĩ trầm ngâm nói, cau mày nói. Chẳng lẽ nơi này không phải Long tộc táng địa? Lại có người nghi vấn nói, lập tức đoàn người ánh mắt nhao nhao rơi vào Long Uyên đám người trên người, trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Long Uyên thần sắc mười phần bình tĩnh, đắng chát cười nói, các vị, không dối gạt mọi người, ta cũng không biết đây rốt cuộc là không phải Long tộc táng địa, ta Long Đằng Phủ nhiều năm như vậy, đều không thể xuyên qua cái này nham tương hải, phía sau có cái gì, lão hủ cũng không rõ ràng. Cái gì? Đám người lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là vẻ không thể tin, chẳng lẽ nơi này thật không phải Long tộc táng địa, mà là có huyền cơ khác. Tiêu Phàm cau mày, hắn đối Long tộc táng địa không phải đặc biệt biết, nhưng là phát hiện sự tình có chút không thích hợp, Long Đằng Phủ có vẻ như là ở lập mưu cái gì. Long Uyên nói không rõ ràng nham tương hải phía sau là cái gì, Tiêu Phàm là không quá tin tưởng, nếu như hắn không biết, lại vì cớ gì ý nhường nhiều người như vậy tiến đến đây. Hắn tâm thần cùng tàn phá tiểu thiên địa bên trong bạch ma câu thông, đem bản thân chứng kiến sự tình cùng bạch ma giải thích một phen. Bạch ma cũng lộ ra vẻ trầm tư, âm thầm trầm ngâm nói, tiểu tử, cái này Long tộc táng địa không đơn giản a. Ta cũng biết rõ không đơn giản, còn cần ngươi nói. Tiêu Phàm khinh bỉ nói. Không phải, ta ý là, tất nhiên cái này Long tộc táng địa là giả, vậy trước đó chúng ta nhìn thấy Long hồn cũng có khả năng là giả. Bạch ma lời nói thấm thía nói ra. Long hồn cũng là giả. Tiêu Phàm cũng rơi vào trong trầm tư, hiện tại hắn đối Long Đằng Phủ mục đích hoàn toàn không biết gì cả, tạm thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. 8/9 là, người bản thân cẩn thận một chút, một phần vạn gặp được nguy hiểm, đem ta thả ra. Bạch ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm thần tách ra cùng bạch ma câu thông, nếu như gặp được liền hắn đều không giải quyết được nguy hiểm. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự thả ra bạch ma, dù sao, bạch ma thế nhưng là cổ thần cảnh. Long Uyên trưởng lão, người nói các ngươi Long Đằng Phủ vẫn không có xông qua cái này nham tương hải, chẳng lẽ cái này nham tương hải bên trong có cái gì đáng sợ tồn tại? Một cái bà lão không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu như đã tiến vào, bọn họ liền không có nghĩ tới cứ như vậy ra ngoài. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ cũng muốn biết rõ. Cái này nham tương hải bên trong có cái gì nguy hiểm, cũng tốt trước giờ làm chuẩn bị. Cái này nham tương hải bên trong, có một loại quái ngư, dị thường hung mãnh, chỉ cần có người đặt chân trên đó, bọn chúng liền sẽ điên cuồng công kích. Long Uyên ngược lại là không có giấu giếm nói. Chúng ta bay qua không được sao? Lại một cái cường giả mở miệng, cái này nham tương hải cũng không phải đặc biệt rộng, lấy cổ thần cảnh phi hành tốc độ, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Quản hắn cái gì quái ngư, vọt thẳng đi qua cũng được. Long Uyên đắng chát lắc lắc đầu, nói, nham tương hải bên trong có một loại lực lượng cấm chỉ phi hành, các ngươi nhìn thấy nguyên một đám toát ra nham tương hồ mặt ụ đá không, muốn qua, chỉ có thể dậm trên ụ đá đi qua. Không thể phi hành, đám người thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên ở trong nham tương hải thấy được một chút dán vào mặt hồ ụ đá. Muốn qua, chỉ có thể hướng những cái kia ụ đá mượn lực. Các vị không tin mà nói, đại khái có thể đi trước thử xem, chúng ta những người khác bảo hộ hắn an toàn. Long Uyên nhìn thấy đám người không tin, làm ra một cái mời thủ thế.
Không tin, nếu như là trước đó, đám người thật đúng là không tin, bọn họ nhiều như vậy cổ thần cảnh cường giả, có cái gì giải quyết vấn đề không được, có thể từ khi đã trải qua vừa mới cái kia cự long sự tình, bọn hắn cũng đều đã có kinh nghiệm. Lục Kinh Long cùng hắn cấp dưới đến hiện tại cũng còn không có cùng đi lên đây, có thể nghĩ cái kia cự long đáng sợ. Hiện tại, người nào cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn, một phần vạn gặp gỡ những cái được gọi là quái ngư, vậy coi như hữu tử vô sinh. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có đi lên thử nghiệm ý tứ. Long Uyên trưởng lão, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, theo ta thấy, vẫn là để một đoàn người mở đường, chúng ta lập tức cùng lên đi. Thật lâu, một cái trung niên nam tử mở miệng nói. Long Uyên nhìn cái kia nam tử trung niên một cái, cười cười nói, Huyền Diệp trưởng lão nói không sai, không biết ai nguyện ý đi thử một cái đây. Long Uyên ý tứ rất rõ ràng, dù sao ta không muốn đi, ta Long gia nhường các ngươi tiến đến cũng đã nhân từ, lại làm sao có thể thay các ngươi đi dò đường đây. Huyền Diệp một mặt xấu hổ, nếu như không phải đối với cái kia Long hồn tình thế bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng, bất quá tất nhiên lời đã ra miệng. Hắn tự nhiên không thể nhận trở về. Hắn con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, cuối cùng rơi vào một cái hắc bào nhân trên người, trên mặt hiện lên một nụ cười, vị huynh đệ này, ngươi một mình vào đây, nếu không, làm phiền ngươi đi dò xét một cái đường. Ta đi, Tiêu Phàm nhìn một chút bốn phía, lại là phát hiện chỉ có hắn một người đứng ở cái này phương hướng. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ đến bản thân biến hóa dung mạo. Dĩ nhiên vẫn như cũ bị Huyền Diệp điểm đi ra. Chẳng lẽ Huyền Diệp nhận ra bản thân? Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, nếu như nhận ra, đoán chừng Huyền Diệp đã sớm xuất thủ, cũng sẽ không cùng hắn như thế nói chuyện. Hắn có thể nghe ra Huyền Diệp trong lời nói ý uy hiếp, nhiều người như vậy, liền hắn một cái hình người đơn ảnh chỉ, không cho hắn đi dò đường nhường ai đi đây. Chẳng lẽ còn muốn ta đi sao? Huyền Diệp híp hai mắt, trong mắt sát quang lấp lóe. Những người khác trên mặt đều là đạm mạc, rất nhiều người càng là lộ ra cười lạnh, bọn họ đều không quen biết Tiêu Phàm, tự nhiên không quan tâm Tiêu Phàm chết sống. Huyền Diệp nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra tức giận, âm hiểm cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tại phía sau nhìn xem ngươi, sẽ không để cho ngươi gặp nạn. Cái kia Tiếu Dung, rõ ràng là ở nói cho Tiêu Phàm, coi như ngươi tiểu tử chết ở trước mặt ta cũng sẽ không nhìn nhiều một cái. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo vô cùng, hắn không nghĩ đến bản thân thay đổi một trương khuôn mặt, dĩ nhiên cũng vẫn là muốn cùng Huyền Diệp là địch, hai người xem ra là mệnh chung chú định địch nhân. Lần này, hắn thật đúng là cắm. Huyền Diệp mở miệng, những người khác cũng khẳng định mừng rỡ nhường hắn Tiêu Phàm đi dò đường, dù sao hắn chỉ là một người, không khi dễ hắn khi dễ ai đây. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Huyền Diệp một cái, lâu như vậy đến nay. Hắn còn là lần thứ nhất như thế muốn giết một người. Hừ, ngươi không cần nhớ kỹ bản tọa, có lẽ, ngươi không thể sống sót rời đi cũng không nhất định. Huyền Diệp khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, trần trụi uy hiếp nói. Những người này bên trong, có thể làm cho hắn Huyền Diệp kiêng kỵ rất ít người, Tiêu Phàm một cái hạng người vô danh, há lại sẽ thả ở trong mắt hắn đây. Cái khác không ít người cũng là khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ mặc dù nhìn không ra Tiêu Phàm tu vi. Nhưng Tiêu Phàm chỉ là một người, mà bọn họ đều là thành quần kết đội, Tiêu Phàm lại có thể uy hiếp ai đây? Tiêu Phàm không có lý sẽ Huyền Diệp, thu liễm tâm thần đi đến vách núi bên bờ, sắc bén con người bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy nham tương hải. Nham tương hải bên trong, mặt biển bốc hơi lên sóng nhiệt, bốc lên nham tương bong bóng, nhìn qua coi như bình tĩnh, bất quá Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một loại đáng sợ khí tức, thậm chí có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Lần này nhìn đến thực sự là phiền toái. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn hiện tại nếu là lui ra phía sau, không chỉ Huyền Diệp sẽ không đồng ý, những người khác đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Chết thì chết a, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, thả người nhảy lên, hướng về gần nhất một đầu cột đá nhảy tới. Tại hắn vừa mới rời đi vách núi một sát na kia, một cỗ đáng sợ lực lượng bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình gánh vác lấy vài tòa ma nhạc một dạng. Huyết mạch áp chế, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bỗng nhiên hướng hạ xuống rơi mà đi, cũng may hắn trước đó cũng đã làm xong chuẩn bị, lúc này mới hiểm mà lại hiểm rơi vào đầu thứ nhất cột đá phía trên. Đồng thời,
Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết vận chuyển, bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt kim quang, cỗ kia áp lực tức khắc tiêu tán không ít, cho dù không thể phi hành, chí ít hắn cũng đã có thể hành động tự nhiên. Không hổ là vô tận chiến huyết, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng huyết mạch áp chế. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, ngay cả thí thần đều bắt đầu cảnh báo. Phốc phốc, gần như đồng thời, từng đạo cột nước từ nham tương hải bên trong bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm mặt mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hắn rõ ràng bắt được, đó là từng đầu có được thân cá, lại mọc ra long chảo cùng long đầu quái ngư, đang nhe răng trợn mắt hướng về hắn tức giận xông tới. Long kiếm hỏa diễm ngư, Tiêu Phàm biến sắc, hắn không chút do dự hướng về phía trước cột đá nhảy tới, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai đầu cột đá cách nhau cũng liền chừng 10 trượng cự ly, nếu là Tiêu Phàm không cách nào ngăn cản cái kia huyết mạch áp chế lực lượng, hắn thật đúng là không cách nào vượt qua cái này 10 trượng cự ly. Cũng may vô tận chiến huyết có thể hơi chống lại cái kia huyết mạch lực lượng áp chế, Tiêu Phàm chỉ là không thể phi hành mà thôi. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, 10 trượng cự ly đối Tiêu Phàm tới nói căn bản không tính cái gì, hoàn toàn có thể thuấn di đi qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở phía trước cột đá phía trên, mà hắn trước đó vị trí địa phương, lại toàn bộ bị cái kia quái ngư nuốt hết. Cái này chẳng lẽ là Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư? Nhìn thấy một màn này, phía trên có tu sĩ cũng không nhìn được hít một hơi lạnh. Kinh ngạc nhìn xem một đám cả người thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, như long như kiếm quái ngư. Loại này quái ngư, tên là Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư, chính là một loại quần cư loại thú tộc, thực lực cường đại đến cực điểm, yếu nhất đều là chiến thần cảnh, một khi trưởng thành, liền có thể trở thành thiên thần cảnh cường giả. Thậm chí, lại không ít Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư có thể đột phá đến cổ thần cảnh, có thể nghĩ một cái này quần thể đáng sợ. Tin đồn. Long kiếm hỏa diễm ngư nắm giữ long tộc huyết mạch, mà từ nhìn bề ngoài, hắn tựa như một chuôi thần kiếm đồng dạng, mặt sau lộ ra một cỗ sắc bén, giống như mũi kiếm. Lại tăng thêm hắn trên người hỏa diễm, giống như dục hỏa trọng sinh, đây cũng là long kiếm hỏa diễm ngư danh tự tồn tại. Tiểu tử kia có thể thảm, bây giờ bị long kiếm hỏa diễm ngư vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có tu sĩ mở miệng, những người khác cũng lắc lắc đầu. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị nhiều như vậy long kiếm hỏa diễm ngư vây quanh, đừng nói thiên thần cảnh đỉnh phong, liền là cổ thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng có chết vô sinh. Nguyên lai chỉ là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong tiểu tử, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp ta. Tiêu Phàm vừa mới tản mát ra thần lực ba động, Huyền Diệp một cái liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Những người khác cũng lắc lắc đầu. Một cái thiên thần cảnh cũng dám uy hiếp Huyền Diệp, đây không phải tự tìm cái chết lại là cái gì đâu. Long Uyên lại là híp híp hai mắt, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm tại cái thứ nhất thạch trụ bên trên nên bị Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư giết chết, có thể Tiêu Phàm dĩ nhiên thành công chạy trốn tới cái thứ hai cột đá phía trên, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Long gia đã từng nhiều lần bước vào qua nham tương hải, tổn thất thảm trọng, cho dù cổ thần cảnh cũng không có khả năng dễ dàng như thế tránh thoát Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư công kích. Mặc dù cũng không phải như cùng hắn Long Uyên nói, Long gia vẻn vẹn dừng bước tại cái này nham tương hải, nhưng là, cửa này, xác thực không phải tốt như vậy qua. Đây cũng là Long gia nguyện ý cùng với những cái khác thế lực cổ thần cảnh cộng hưởng nơi đây bí cảnh nguyên nhân, nói câu không tốt nghe, Long gia chỉ bất quá là muốn mượn nhờ nhiều người sức mạnh lớn, xông qua nhiều hơn cửa ải mà thôi. Nhị gia gia, người kia chỉ là một cái thiên thần cảnh mà thôi, dùng hắn đến dò đường, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì a. Long Phi Vũ cho Long Uyên truyền âm nói, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Cửa này, cũng không phải nhường người nào dò đường, mà là cần 20 đại cổ thần cảnh máu tươi mới có thể vượt qua, vô luận người nào tiến vào cũng không đáng kể. Long Uyên híp híp hai mắt nói. Long Phi Vũ trong mắt lóe qua một vòng chấn động, nói, nhị gia gia. Ngươi không phải nói không xông qua cửa này à, vậy ngươi làm sao biết rõ? Phi Vũ, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao cả, dù sao ngươi rất nhanh liền sẽ đột phá cổ thần cảnh, tương lai sẽ dẫn đầu ta Long ra đi đến Lão Tổ Huy Hoàng. Long Uyên hít sâu một cái truyền âm nói.
chẳng lẽ còn có ta không biết sao? Long Phi Vũ càng thêm kinh ngạc. Trước kia người phụ thân nói cho ngươi, cũng không phải là thật. Long Uyên nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, cái này cũng không phải cái gì Long tộc táng địa, mà là ta Long gia lão tổ nơi truyền thừa. Nhìn thấy Long Phi Vũ không hiểu rung động bộ dáng, Long Uyên tiếp tục nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta Long gia ẩn chứa Long tộc huyết mạch, kỳ thật, ta Long gia lão tổ vốn liền là Long tộc, cùng nhân loại giao cấu mới có ta Long gia. Về sau không biết tại sao, ta Long gia lão tổ ngoài ý muốn vẫn lạc, truyền thừa không biết tung tích, trải qua vô số tuế nguyệt, ta Long gia rốt cục tìm tới lão tổ nơi truyền thừa. Chỉ bất quá buồn cười là, ta Long gia thực lực cũng không phục trước kia, liền tiến vào nơi truyền thừa tư cách đều không có, muốn lấy được tiên tổ truyền thừa, lại còn phải mượn nhờ người khác lực lượng, nhắc tới cũng xác thực buồn cười cùng bi ai. Long Uyên nói xong, trên mặt đều là vẻ khổ sở, mà Long Phi Vũ lại là không hiểu rung động, hắn rất rõ ràng Long Uyên cùng hắn phụ thân thực lực, phóng tầm mắt thiên vũ vực, vậy cũng là không nhiều cường giả a. Có thể bọn họ thậm chí ngay cả lấy được tiên tổ truyền thừa tư cách đều không có, cái kia tiên tổ lại là biết bao cường đại. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, không sợ nói cho ngươi, ta Long tộc tiên tổ, chính là một tôn đại đế. Long Uyên trong mắt lóe qua một cỗ không hiểu chấn động. Đại đế, Long Phi Vũ toàn thân run lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng đại đế đại biểu cho cái gì, đây chính là có thể quét ngang một vực tồn tại a. Phóng tầm mắt thiên vũ vực, cũng không tồn tại dạng này nhân vật. Hai người giao lưu rất nhanh, Long Phi Vũ hít sâu một cái nhìn xem Nham Tương Hải đối diện, trong mắt lóe qua một cỗ kiên quyết, đối với cái kia cái gọi là tiên tổ truyền thừa tình thế bắt buộc. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm lại là bay vọt ba cây cột đá, nhưng là, những cái kia Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư cũng kịp phản ứng, cắt đứt Tiêu Phàm đường đi, cơ hồ khiến hắn không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm Thái Huyền Thần Du bộ thi triển đến cực hạn, thế nhưng Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, nhiều đến Tiêu Phàm thân pháp căn bản không thi triển được. Trên người hắn máu tươi bay vụt, bị mấy đầu cổ thần cảnh Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư đánh trúng, liền tựa như dùng kiếm cắt đứt đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể chống đến hiện tại, thật đúng là không sai, đáng tiếc, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Huyền Diệp nhe răng cười nói. Cây thứ năm cột đá đoán chừng liền là hắn điểm cuối cùng. Lại có người mở miệng nói, đó là Vũ Văn gia tộc một vị trưởng lão, thần sắc hờ hững đến cực điểm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Toàn bộ Nham Tương Hải bên trong, chỉ ít có hàng trăm cây cột đá, Tiêu Phàm bây giờ mới đến cây thứ năm cột đá, liền đã vết thương chồng chất, muốn thành công đến bờ bên kia, cơ hồ là không thể nào sự tình. Việc này, Tiêu Phàm đứng ở cây thứ năm cột đá phía trên. Một trường giận đập mà ra, tới gần hắn hỏa diễm ngư đều bị hắn đánh bay, bất quá cũng có mấy đầu cường đại hỏa diễm ngư ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết kiếm. Bất quá quỷ dị là, cái kia từng đạo vết kiếm trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm lại là liền lông mày đều không nháy một cái. Từ khi lấy được cái kia chạm lam sắc mệnh thạch lực lượng sau đó, hắn thân thể khôi phục năng lực cũng đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Hiện tại hắn nhục thân, có thể so sánh thiên thần cảnh đệ tứ trọng bất hủ cảnh đều muốn mạnh nhiều lắm, mặc dù không có đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn thực lực, tuyệt đối so phổ thông cổ thần cảnh trung kỳ đều mạnh hơn. Tiêu Phàm không dám ở nguyên chỗ dừng lại, lui lại mà nói, Huyền Diệp bọn họ chưa hẳn sẽ bỏ qua hắn, bây giờ duy nhất đường ra chính là đi đến Nham Tương Hải đối diện. Nếu không mà nói, dù là hắn nhục thân sức khôi phục cực kỳ cường đại, đổ máu đều có thể sẽ lưu chết. Dưới chân hắn quang mang lấp lóe, Thái Huyền Thần Du bộ lần nữa thi triển mà ra, cực tốc hướng về cây thứ sáu cột đá phóng đi, tốc độ so sánh trước đó, muốn càng nhanh không ít. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, mặt biển lại xông ra vô số Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư, hóa thành từng chuôi lợi kiếm bay vụt mà tới, thế tất yếu đem Tiêu Phàm chém xuống Nham Tương Hải. Tiêu Phàm trong lòng máy động, một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, trong đầu hắn trống rỗng. Chỉ muốn như thế nào tránh né kiếm Long Hỏa Diễm Ngư chém giết. Mắt thấy Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư tới gần thời khắc, Tiêu Phàm dưới chân đột nhiên lấy một loại quỷ dị tần suất chấn động một cái, đồng thời hư không một đạo thanh âm vang lên, thần du. Phốc, gần như đồng thời, từng đầu Long Kiếm Hỏa Diễm Ngư từ Tiêu Phàm trên người xẹt qua, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên bị vô tận lợi kiếm xé vỡ nát,
hư không cái gì đều không lưu lại. Chết, đoàn người kinh hãi nhìn xem nham tương mặt biển bên trên một màn kia, không khỏi hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn căn bản không có lấy ý cười nghĩ. Bởi vì cho dù bọn họ là cổ thần cảnh, cũng không chắc so Tiêu Phàm làm càng tốt. Nhiều như vậy long kiếm hỏa diễm ngư, thần vương trở xuống, cơ bản không có khả năng sống sót. Huyền Diệp nhìn thấy Tiêu Phàm bị giết, trong lòng cũng không có thoải mái cảm giác, ngược lại lộ ra ngưng trọng, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lên, muốn như thế nào mới có thể xông qua cái này nham tương hải. À, các ngươi nhìn, đột nhiên một đạo kinh tiếng kêu vang lên, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều hướng về nham tương mặt biển nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy nham tương hải trung ương một cây thạch trụ bên trên, đứng đấy một đạo hắc sắc thân ảnh, áo bào tại sóng nhiệt trùng kích vào không ngừng bốc lên, trên mặt đang hiện lên một nụ cười. Hắn dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn vượt qua hơn 30 đầu trụ đá, hắn là làm sao làm được. Đoàn người kinh hãi nhìn xem cái kia màu đen thân ảnh, không thể tin nói. Hắc sắc thân ảnh tự nhiên liền là Tiêu Phàm, tại long kiếm hỏa diễm ngư sắp chém giết hắn thời điểm then chốt, Tiêu Phàm tu luyện thái huyền thần du bộ, rốt cục chạm tới đệ tam trọng thần du. Một sát na kia, ở trong mắt Tiêu Phàm, cái kia nhanh đến cực hạn long kiếm hỏa diễm ngư, lại tựa như đột nhiên trở nên chậm rất nhiều. Tiêu Phàm biết rõ, cũng không phải long kiếm hỏa diễm ngư trở nên chậm, mà là chính hắn biến nhanh. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xảo diệu tránh thoát long kiếm hỏa diễm ngư chắn giết, lần nữa xuất hiện, đã là ở trong nham tương hải van xin. Một khắc kia, Tiêu Phàm tốc độ ít nhất phải tăng lên gấp 3 lần có thừa, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong cũng hơi có không bằng. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đột nhiên nhanh chóng hướng về nham tương hải đối diện lao đi, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở nham tương hải đối diện, hắn quay đầu nhìn một đám cổ thần cảnh cường giả một cái, Tiêu Phàm nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà, sau đó chậm rãi biến mất tại bình địa tuyến trên. Hỗn trướng, gia hỏa này thật đúng là thật lớn số phận. Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, sát khí bừng bừng, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho chém thành muôn mảnh. Tiêu Phàm cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở hắn lồng ngực bên trên đồng dạng, nhưng hắn cực kỳ khó chịu, phiền muộn kém chút thổ huyết. Những người khác cũng đồng dạng như thế, bọn họ cảm giác mình đắc tội một cái không nên đắc tội người, dù là người kia chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái kia Tiếu Dung làm sao giống như cười gian thời điểm Tiêu Phàm đây. Vũ Văn Tiên trong lòng hơi hơi buồn bực, híp hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng nói. Kỳ thật không chỉ hắn có loại này cảm giác, thì hoàng tử, kiếm tử cùng Long Phi Vũ cũng đều có loại này cảm giác, chỉ là Tiêu Phàm thần lực ba động cùng dung mạo đều hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng không có hướng Tiêu Phàm trên người nghĩ. Phi Vũ, người này là ai? Thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trên có từng gặp được. Long Uyên sắc mặt không phải đẹp mắt, năm đó bọn họ Long ra tiêu phí cực lớn đại giới mới xông qua đệ nhị tầng. Hiện tại ngược lại tốt. Một cái thiên thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên như dẫm trên đất bằng đồng dạng, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Không quen biết, chưa thấy qua như thế cường đại thiên thần cảnh cường giả. Long Phi Vũ lắc lắc đầu truyền âm nói, trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người, lại không có một người cùng Tiêu Phàm cho phép tướng mạo phù. Kẻ này nếu không liền là ẩn tàng tu vi, nếu không liền là đặc biệt vì ta Long gia tiên tổ truyền thừa mà đến. Long Uyên nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nghiêm nghị nói. Sau đó Long Uyên nhìn về phía ở đây tất cả mọi người nói, các vị, có người cũng đã nhanh chân đến trước, chúng ta chậm nữa, chỗ tốt khả năng liền rơi vào người khác trong tay. Huyền Diệp đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi, có trưởng lão mở miệng nói, vậy bây giờ làm sao bây giờ, cái này Long kiếm hỏa diễm ngư quá đáng sợ. Đám người nhìn về phía nham tương mặt biển lúc, trong mắt lộ ra bản năng sợ hãi, ai cũng không dám tự tiện tiến lên. Hừ, cũng nghĩ không làm mà hưởng, trên đời này nhưng không có lớn như vậy chuyện tốt. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ hậu phương truyền đến, lại là Lục Kinh Long một mặt chật vật đi tới. Chém giết đầu kia cự long sau đó, Lục Kinh Long lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, lại là nhìn thấy tất cả mọi người đều trù trừ không tiến, hắn trong lòng tự nhiên 10 phần khó chịu. Tất nhiên đều tới, cái kia mỗi cái thế lực rút ra một người cùng nhau tiến về, bản tọa cũng không tin.
những cái này long kiếm hỏa diễm ngư sẽ vô cùng vô tận. Lục Kinh Long mười phần bá khí nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, người nào cũng không muốn đi chịu chết. Hiện tại cũng sau khi biết lui, trước đó các ngươi làm sao lại không muốn lui lại đây? Lục Kinh Long lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, tựa như đây là hắn sân nhà một dạng. Cũng khó trách hắn khó chịu, vừa mới gặp gỡ cái kia cự long thời khắc, dĩ nhiên không có một người lưu lại giúp hắn, đều chỉ nhớ kỹ long hồn, hắn cơ hồ đem tất cả mọi người cũng hận. Hiện tại có cơ hội trả lại, hắn tự nhiên sẽ không nương tay đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, lại là không thể nào phản bác. Ngươi, các ngươi 18 người, đi lên, tham sống sợ chết còn muốn lấy được long hồn, thực sự là cười nhạo. Lục Kinh Long đột nhiên một chút ra trong đó 18 người, ngữ khí lạnh như băng nói. Những cái kia bị điểm đến 18 người, sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhìn nhau, lại là không có người nào dám bước ra một bước. Nghĩ đến vừa mới cái kia dày đặc chập choạng ma long kiếm hỏa diễm ngư, bọn họ liền tê cả da đầu, đi lên cơ hồ liền là cửu tử một đời, người nào lại dám tùy tiện tiến lên đây. Long hồn ta từ bỏ, ta ly khai. Đột nhiên, một cái lão giả mở miệng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hô, đột nhiên, Lục Kinh Long thân hình lóe lên, một vệt sáng xẹt qua, cái kia lão giả bỗng trợn to hai mắt, kinh khủng chỉ Lục Kinh Long nói, ngươi. Lại thối lui, chính là cùng ta Thiên Võ Thần Sơn là địch. Lục Kinh Long hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, cái kia lão giả liền bỗng nhiên nổ tung. Long Uyên mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long. Bọn họ không nghĩ đến Lục Kinh Long dĩ nhiên như thế bá đạo, tựa như không kịp chờ đợi xông qua nham tương hải một dạng. Nhị gia gia, cái này Lục Kinh Long. Long Phi Vũ trong mắt lóe qua một vòng kiêng dè, cho Long Uyên truyền âm nói. Hắn hẳn là thôn phệ vừa mới cái kia một đầu long hồn, chiếm được chỗ tốt cực lớn, cho nên muốn nhanh chóng thông qua nham tương hải, lấy được nhiều hơn đồ vật. Long Uyên ngữ khí âm trầm nói, Lục Kinh Long cho hắn một loại không ổn cảm giác. Các vị, vừa mới cái kia thiên thần cảnh đều có thể vượt qua biển này, chúng ta cổ thần cảnh sợ cái gì? Một cái trung niên tu sĩ đột nhiên tràn đầy hào khí nói, lập tức lách mình hướng về mặt hồ bay đi. Những người khác nhìn thấy, cũng nhao nhao hướng về nham tương hải lao đi, mười mấy người hành động chung, lá gan cũng nháy mắt lớn rất nhiều. Ha ha, không có việc gì, mọi người có thể đến đây. Cái thứ nhất nam tử trung niên mấy hơi thở thời gian liền đi tới nham tương hải trung ương, tức khắc ngông cuồng cười ha hả. Đi theo hắn phía sau người cũng lộ ra hài lòng tiếu dung, bọn họ dẫn đầu xuống tới, cũng tất nhiên là dẫn đầu thông qua nham tương hải. Trên vách đá một đám tu sĩ nhìn thấy, cũng có chút không kịp chờ đợi lên, có ít người không cần Lục Kinh Long khâm điểm, liền không chút do dự xông tới. Lúc này, phía trước nhất cái kia nam tử trung niên cũng đã đi tới thứ 70 nhiều cái cột đá vị trí, lấy hắn tốc độ, không cần bao lâu thời gian liền có thể vượt qua nham tương hải. Muốn vượt qua nham tương hải, sẽ không như thế đơn giản, bất quá có cái này hơn 30 người huyết nhục, hẳn là có thể thỏa mãn bọn chúng khẩu vị đi. Long Uyên không ngừng lắc lắc đầu, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, nham tương mặt biển đột nhiên từng đạo phá không vang lên, những cái kia tiếng cười to két két mà dừng. Chiếm lấy là kêu thảm tiếng cùng kinh khủng tiếng. Trên bờ còn không có xuống dưới một số người, nhìn thấy cái kia bay vụt ra vô số long kiếm hỏa diễm ngư, con người không khỏi thu rụt một cái. Trong lúc nhất thời, nham tương mặt biển loạn thành một bầy, tiếng oanh minh bên tai không dứt, 30 cái cổ thần cảnh cường giả cùng vô số long kiếm hỏa diễm ngư kịch liệt đụng vào nhau. Nham tương mặt biển bên trên, dòng dã đi qua nửa canh giờ, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Làm tất cả long kiếm hỏa diễm ngư biến mất sau đó, cái kia chừng 30 cổ thần cảnh cường giả cũng đồng dạng không thấy bóng dáng. Chết hết, những người khác không khỏi hít một hơi lạnh, chừng 30 cổ thần cảnh A, hơn nữa cơ bản đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, dĩ nhiên ở trong nửa canh giờ, chết hết. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, cái kia thiên thần cảnh là như thế nào thông qua nham tương mặt biển. Lục Kinh Long nhìn thấy trước mắt một màn. Cũng dọa đến kêu to một tiếng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới hắn đối mặt cái kia một đầu cự long, cũng không tính cái gì. Những cái này long kiếm hỏa diễm ngư, mới là chí mạng nhất. Long Uyên trưởng lão,
hiện tại làm sao bây giờ? Lục Kinh Long trong lòng tham niệm lắng lại không ít, chỉ có thể nhìn về phía Long Uyên. Đi qua, Long Uyên lạnh lùng phun ra hai chữ, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, liền hướng lấy mặt biển cột đá phóng đi. Tiêu Phàm cũng đã đi đến đối diện, hắn trong lòng có chút không chắc, cái kia ra hỏa dĩ nhiên có thể yên ổn thông qua nham tương hải, nói không chừng hắn cũng có thể thông qua cửa ải tiếp theo. Nếu như cái kia ra hỏa thành công xông qua, vậy bọn hắn Long gia tiên tổ truyền thừa, cũng liền khả năng rơi vào tay ngoại nhân, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đi qua, Lục Kinh Long đám người kinh ngạc nhìn xem Long Uyên, vừa mới Long Uyên đều còn sợ chết a, làm sao hiện tại sẽ không sợ. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Long gia đám người cũng nhao nhao hướng về nham tương hải chạy như bay. Lục Kinh Long đám người chờ đợi nửa ngày, những cái kia Long kiếm hỏa diễm ngư lại là không có xuất hiện, đám người sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn đoán được cái gì, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng phẫn nộ, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Đi, không biết người nào quát nhẹ một tiếng, đám người cũng nhanh chóng đi theo. Thời gian trở lại nửa canh giờ phía trước, Tiêu Phàm thông qua nham tương hải, tại hắn phía trước, lại là một loạt thông hướng thấp thềm đá chỗ sâu hiện ra huyết sắc quang mang, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, một cái hắc sắc mèo con xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Bạch Ma. Nhìn thấy Bạch Ma, không biết tại sao, Tiêu Phàm buông lỏng không ít, vừa mới ở trên mặt biển, hắn kém chút liền đem Bạch Ma cho triệu hoán đi ra. Nơi này là, Bạch Ma vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu đánh giá bốn phía, lập tức lắc lắc đầu nói, nơi này không giống như là Long tộc táng địa a, long lực quá mỏng manh. Cũng khó trách Bạch Ma hoài nghi, hắn đã từng đi qua chân chính Long tộc táng địa, nơi đó chôn giấu lấy vô số Long tộc, long lực thế nhưng là cực kỳ bàng bạc, nhưng là nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Không phải Long tộc táng địa, đó là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Không biết, đi phía trước nhìn xem có lẽ liền biết. Bạch Ma lắc lắc đầu, phóng ra nhẹ nhàng bước chân, hướng phía dưới thềm đá đi đến. Thềm đá là dùng một loại huyết sắc thạch đầu làm nền mà thành, đem cảnh vật chung quanh đều phụ trợ trở thành huyết sắc, dị thường quỷ dị. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đi 10 phần cẩn thận, chốc lát sau đó, hai người đi tới một đầu dài hành lang vị trí, hành lang 10 phần rộng rãi, hai bên trên vách đá còn điêu khắc một chút bức họa, sinh động như thật. Ta làm sao cảm giác, nơi này là một chỗ rách nát cung điện a, hơn nữa kinh nghiệm đã từng trải tuyệt thế đại chiến. Bạch Ma có chút buồn bực nói ra. Tiêu Phàm mặc dù không mắt nhìn thẳng qua Bạch Ma, nhưng hắn biết rõ, Bạch Ma không tất yếu ở phương diện này nói láo, ngưng tiếng nói, Long gia nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào nơi đây khẳng định có bất phàm. Oanh, vừa dứt lời, đột nhiên một cỗ bàng bạc khí thế tốc thẳng vào mặt, phía trước thông đạo bên trong, một đạo huyết quang lướt qua, xông thẳng hai người mà tới. Tiêu Phàm cảm nhận được cái kia hung mãnh khí thế, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, gần như đồng thời, Bạch Ma biến thành bản thể, chỉ là thân hình chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, một chảo giận vung mà ra. Thình thịch, kịch liệt va chạm vang lên, đạo kia huyết quang nổ tung, cuồng bạo sóng gió đánh thẳng vào bốn phía, Tiêu Phàm thân hình có chút đứng không vững, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía trước. Một thoáng thời gian, một cỗ đáng sợ uy áp từ thông đạo chỗ sâu cuốn tới, thông đạo chỗ sâu huyết quang càng ngày càng hừng hực lên, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cảm giác có mấy con mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu tử, người cẩn thận một chút, cũng đừng chết. Bạch Ma lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn tự nhiên là ước gì Tiêu Phàm tử vong, nhưng hắn lại không dám tùy tiện thử nghiệm, hắn có loại cảm giác, nếu như Tiêu Phàm chết rồi, hắn khả năng cũng sống không xuống. Bạch Ma không có để ý tới Tiêu Phàm, một mình hướng phía trước đi đến, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Chốc lát sau đó, hai người phía trước đột nhiên biến sáng lên, yêu diễm huyết quang tràn ngập bọn họ con ngươi, thông đạo cũng chậm chậm biến quảng trường lên. Ở bọn hắn phía trước, là một chỗ rộng lớn quảng trường, đại khái vài ngàn trượng chu vi, quảng trường đối diện, là một tòa nguy nga rộng lớn huyết sắc cung điện. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ánh mắt cũng là bị quảng trường bên trên phương kỳ đầu quái vật khổng lồ hấp dẫn, đó là tám đầu mấy trăm trượng dài huyết sắc cự long, đang nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ là cái kia con ngươi lại dị thường trống rỗng, hơn nữa cự long trên người không có bất luận cái gì sinh cơ. Huyết thần long,
Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem cái này phía trước tám đầu cự long, hắn từng tại chiến hồn đại lục đã từng gặp qua một đầu huyết thần long. Trước kia Tiêu Phàm cho rằng cái kia huyết thần long cũng đã xem như vật khổng lồ, nhưng ở nơi này tám đầu huyết thần long trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Bát cổ đáng sợ uy áp tập trung vào hắn, nhưng hắn thân hình đều không thể động đậy. Bạch ma bỗng nhiên biến thành bản thể, mấy chục trượng cao thân thể phát ra đáng sợ khí thế, đối mặt tám đầu huyết thần long, hắn không hề sợ hãi. Tiêu Phàm gì từng chứng kiến dạng này tư thế, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Tám đầu chết long mà thôi, có cái gì đáng sợ? Bạch ma xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt coi thường nói. Chết long, Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, cái kia tám đầu huyết thần long xác thực chết rồi, nhưng khi còn sống đoán chừng đều là thần vương cấp bậc tồn tại, thần vương thi thể, có thể không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chí ít, không phải hắn cái này cổ thần cảnh có thể dung chuyển, huống chi, cái này tám đầu huyết thần long rõ ràng cũng đã ra đời mới long hồn. Đoán chừng không có đi đến thần vương cảnh, vậy cũng tuyệt đối không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Tám đầu huyết thần long thủ hộ đồ vật, nghĩ đến cũng không phải phàm vật. Bạch ma con người đột nhiên rơi vào nơi xa huyết sắc cung điện phía trên, trong mắt lóe qua nóng bỏng. Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên hiểu được, ngưng tiếng nói, khó trách long gia muốn để nhiều người như vậy tiến đến, đoán chừng là muốn liên hợp thế lực khác cổ thần cảnh cường giả đối phó những cái này huyết thần long. Long ra mục tiêu là cái kia cung điện đồ vật. Ngươi cũng không ngu xuẩn. Bạch ma nhe răng cười một tiếng, bị Tiêu Phàm đả kích nhiều lần, hắn hiếm có trào phúng Tiêu Phàm cơ hội. Ngươi có thể đối phó cái này tám đầu huyết thần long. Tiêu Phàm lần này không có tức giận, ngược lại hơi hơi ngoài ý muốn nói, hắn hiện tại còn dựa vào bạch ma đối phó cái kia tám đầu huyết thần long đây. Tám đầu con dẹp mà thôi, bản đế hoành hành thiên địa thời điểm, bọn họ còn chưa ra đời đây. Giết bọn hắn, chỉ bất quá một bàn tay sự tình mà thôi. Bạch ma dị thường bá đạo. Đó là ngươi trước kia mà thôi, hiện tại có thể không nhất định. Tiêu Phàm một mặt không tin. Bạch ma hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên chủ động xông tới, nó hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại giống như thiểm điện, một cái móng vuốt cũng đã khóa chặt trong đó một đầu huyết thần long. Tiêu Phàm vội vàng thối lui đến thông đạo bên trong, bạch ma tuy mạnh, thế nhưng ra đời long hồn huyết thần long có thể cũng không yếu, cấp độ kia uy áp, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Nếu là bị huyết thần long đánh trúng, cho dù hắn Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, quảng trường bên trên mới nháy mắt bạo động lên, quỷ dị là, mảnh này không gian lại dị thường kiên cố, thậm chí ngay cả rung động đều không rung động một cái. Tiêu Phàm vị trí này chỗ thông đạo, xem như cực kỳ an toàn, hắn ánh mắt vòng qua chiến trường. Rơi vào cái kia huyết sắc cung điện bên trong, âm thầm trầm ngâm nói, long gia muốn lấy được đồ vật, đến cùng là cái gì đâu. Long gia không tiếc đắc tội đông đảo thế lực, đều chỉ muốn lấy được cái kia huyết sắc cung điện bên trong lấy được đồ vật, vật này tự nhiên bất phàm. Chỉ bất quá, vật này cũng không phải như thế dễ dàng lấy được, khác không nói, liền là cái này tám đầu huyết thần long, đã đủ long gia uống một bình. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ. Chỉ dựa vào cái này tám đầu huyết thần long, liền nghĩ ngăn lại long gia vô số tuế nguyệt, vậy hiển nhiên cũng không có khả năng. Nhưng mà long gia thủ hộ tại long đằng thiên thành mấy vạn năm, đều không có đủ lấy được muốn đồ vật, kia lại là vì cái gì đâu. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý bạch ma cùng tám đầu huyết thần long chiến đấu. Bạch ma thực lực mặc dù bá đạo, nhưng vẫn như cũ không có đi đến thần vương cảnh, bị tám đầu huyết thần long vây công. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng rằng co, nó trên người thỉnh thoảng nhuốm máu, bộ lông màu trắng, cũng chậm chậm biến thành huyết sắc. Dám đả thương bản đế xé ngươi. Bạch ma gầm thét không thôi, bị một nhóm tử vật gây thương tích, hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ thấy nó một cái móng vuốt phung ra, một đạo chớp lóe lướt qua hư không, bỗng nhiên chạm ở trong đó một bộ huyết thần long trên cổ. Bang, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, huyết thần long thân thể bay ngược mà ra, mảng lớn huyết ngọc vương vãi xuống, vô số long lân bay vụt hư không. Ngang đồng thời, từng đợt long ngâm vang lên, mặt khác bảy huyết thần long không muốn sống đồng dạng thẳng hướng bạch ma, sắc bén long chảo muốn đem bạch ma xé thành mảnh vỡ. Bạch ma trong mắt lóe qua vẻ hung ác, không nhìn cái kia bảy đầu huyết thần long vây công,
mở ra bồn máu miệng lớn liền hướng lấy đầu kia bị hắn đánh bay huyết thần long cắn xé mà đi. Thật đúng là chó a. Tiêu Phàm bị bạch ma cử động làm cho sợ hết hồn, gia hỏa này đoạt xá trường sinh thú nhục thân, không phải có thể thi triển trường sinh thú năng lực sao? Có thể hiện tại, hắn dĩ nhiên chỉ có thể dùng nhục thân vật lộn. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, cái này nhiệt xúc năng lực, ít nhất phải đột phá thần vương cảnh mới có thể phát huy ra, bằng không bản đế có tất yếu theo chân chúng nó lãng phí thời gian. Bạch ma dĩ nhiên nghe được Tiêu Phàm thanh âm, lạnh lùng phun ra một câu. Ngươi không phải mới vừa nói giết bọn nó dễ dàng sao? Tiêu Phàm không ngại tại bạch ma trên vết thương vung đem muối. Bạch ma trong lúc nhất thời không biết nói gì, hừ lạnh một tiếng, há miệng cắn cái kia huyết thần long cổ, dắt lấy dùng sức kéo một phát, hoa một tiếng, đầu kia huyết thần long lại bị nó trực tiếp xé ra. Ngay sau đó, bạch ma há miệng hút vào, một đạo huyết sắc quang mang từ cái kia huyết thần long trong thi thể toát ra, bị nó một ngụm nuốt xuống. Long hồn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng vẻ nôn nóng, trầm giọng nói, bạch ma, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho ta đến một đầu long hồn. Bạch ma không lọt vào mắt Tiêu Phàm, nuốt một đầu long hồn, nó lực lượng tựa như nháy mắt tăng cường rất nhiều, nhưng là muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ còn có chút cự ly, lại càng không cần phải nói khôi phục lại thần vương cảnh. Tiêu Phàm lặng lặng quan sát bạch ma cùng còn lại huyết thần long chiến đấu, con người thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, hắn ẩn ẩn cảm giác, nơi này không phải như thế đơn giản. Nếu như chỉ có cái này mấy đầu long hồn mà nói, long ra hẳn là đã sớm chiếm được bọn họ muốn đổ vật mới đúng, dù sao, bạch ma là mạnh, nhưng cự ly thần vương cảnh còn rất xa cự ly. Thời gian chậm rãi sói mòn, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, tám đầu huyết thần long bị bạch ma chém giết. Bạch ma một mình thôn phệ bảy đầu huyết thần long long hồn, trên người khí tức cũng nhảy lên tới cực điểm, tựa như tùy thời muốn bước vào cổ thần cảnh đỉnh phong một dạng. Cho, một đầu cuối cùng long hồn bị bạch ma tiện tay ném một cái, như vứt rác rưởi đồng dạng ném về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sớm đã chờ đợi lâu ngày, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một cái hắc sắc vòng xoáy, đạo kia cổ thần cảnh long hồn bị hắc sắc vòng xoáy nghiền ép, nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Bạch ma trong mắt lóe qua một vẻ kinh dị, hắn bởi vì là cổ thần cảnh hậu kỳ duyên cớ, cái này mới có thể tùy ý thôn phệ cổ thần cảnh long hồn. Có thể Tiêu Phàm một cái thiên thần cảnh, lại là làm thế nào đến? Hắn phát hiện, Tiêu Phàm trên người bí mật thật đúng là không phải bình thường nhiều, nghĩ đến trường sinh đại đế đoạt xá Tiêu Phàm thất bại, bạch ma trong lòng càng ngày càng tò mò. Tiêu Phàm thôn phệ long hồn liền lập tức ngồi ở nguyên chỗ ngồi xuống, chốc lát sau đó. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe qua nồng đậm không cam lòng, nói, dĩ nhiên không được. Lập tức hắn lại thử mấy lần, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại, phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung, căn bản không thể hấp thu long hồn năng lượng phục hồi như cũ, thậm chí, tiểu thiên địa cùng thần cung ngược lại phá toái càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ bản thân trắng đến nơi này sao? Nhất định còn có cái khác biện pháp. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hít sâu một cái đứng dậy. Sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong lòng ngưng tiếng nói, có lẽ, chỉ có tề tựu cái kia bốn loại huyền hoàng chi khí mới có một tia hy vọng, chỉ cần đột phá cổ thần cảnh, thần cung cùng tiểu thiên địa phá toái cũng không có quan hệ. Cái gì không được, bạch ma nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không có gì, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung sự tình, tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia huyết sắc cung điện. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi, ta cũng phải nhìn xem, cái kia huyết sắc cung điện bên trong, đến cùng có cái gì tốt đồ vật, có lẽ có thể để cho ta khôi phục lại thần vương cảnh cũng không nhất định. Bạch ma cũng sẽ không tiếp tục truy đến cùng. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn không thấu một cái thiên thần cảnh tu sĩ, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không chỉ là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong như thế đơn giản, cần phải hắn nói nguyên cớ, hắn cũng không nói ra được đến. Sợ là vào không được đi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Bạch ma cũng bỗng nhiên quay người, đề phòng nhìn xem hậu phương, sau một khắc, nó con ngươi cũng kịch liệt run một cái, kinh ngạc nhìn xem phía trước, tựa như nhìn thấy quỷ một dạng. Ở sau lưng hắn mấy chục trượng có hơn, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một đầu hơn ngàn trượng huyết sắc cự long hư ảnh, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, giống như lại nhìn hai cái run rế.
thần vương cảnh long hồn. Bạch Ma vừa mừng vừa sợ, cả kinh là, hắn không phải cái này long hồn đối thủ, mà thích lại là, nếu là có thể lấy được cái này long hồn, cho dù không thể khôi phục thần vương cảnh, nhưng khẳng định có thể khôi phục cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bị đạo kia ngàn trượng long hồn nhìn thẳng, hắn cảm nhận được một loại cường đại cảm giác áp bách, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Oanh, không đợi Tiêu Phàm bọn họ suy nghĩ nhiều, ngàn trượng long hồn đột nhiên phi thân lên, một cái móng vuốt từ cửu tiêu mò xuống, còn chưa tới gần, cỗ kiêu uy thế liền chấn động đến Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Bạch Ma toàn thân lông dựng thẳng, dữ tợn khuôn mặt, ngửa mặt lên trời gầm thét, thể nội huyết mạch chi lực sôi trào, đồng thời một móng vuốt quơ ra ngoài. Nhưng mà, ở cái kia long chảo phía dưới, hắn móng vuốt ầm một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tán ở không trung. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đây chính là thần vương chi uy a, liền Bạch Ma bậc này tồn tại, vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Phải biết, cái này long hồn vẫn chỉ là không có thực thể long hồn a, nếu là nắm giữ thực thể mà nói, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm cái này còn là lần thứ nhất đối mặt thần vương cấp bậc cường giả công kích, nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn rung động. Thần vương phía dưới, tất cả đều là run rế. Lui, Bạch Ma mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ 10 phần may mắn, không hổ là đã từng đi đến qua cái kia cấp bậc cường giả. Có thể Tiêu Phàm, toàn thân bị cỗ kia lực lượng khóa chặt, yếu ớt thân thể căn bản không thể động đậy. Chẳng lẽ ta muốn chết sao? Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, hắn không phải chờ chết người, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, muốn tránh thoát cỗ kia lực lượng trói buộc, nhưng mà vẫn như cũ không có bất cứ ý nghĩa gì. Mắt thấy cái kia long chảo sắp tới gần rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra nồng đậm ngoan tuyệt. Tiêu Phàm chung quanh thời không dường như dừng lại đồng dạng, hắn coi chính mình có thể tự nhiên đối mặt tử vong, thẳng đến tử vong trước một khắc kia, Tiêu Phàm mới phát hiện, hắn sai rồi. Cho dù là chân chính chết qua một lần người, đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Kiếp này, còn có rất nhiều cần hắn bảo vệ người, người nhà của hắn huynh đệ. Còn có hắn người yêu. Ta không thể chết, Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, trên mặt hắn nổi gân xanh, cả người chướng đỏ bừng, quanh thân càng là lan lộn hắc sắc phụ khí. Nhưng là, cái này có thể ngăn cản liền thần long chi chảo sao? Tiêu Phàm không biết, ở thần long chi chảo rơi xuống thời khắc, hắn nhắm lại hai mắt, ý thức đều nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ. Không đến một chớp mắt thời gian, Tiêu Phàm dường như qua trăm ngàn năm. Hắn thân thể cứng ngắc ở nguyên chỗ, thời gian cũng dường như trở thành vĩnh hằng. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn xem phía trước, lại là phát hiện, liền thần long chi chảo cũng đã biến mất, chỉ có liền thần long hư ảnh vẫn như cũ nằm dài ở đây trung ương. Ta không chết, Tiêu Phàm sờ lên bản thân thân thể, phát hiện bản thân toàn thân không việc gì, một chút vết thương đều không có. Chẳng lẽ mình là một giấc mộng? Ba. Tiêu Phàm không khỏi không nhịn được quạt bản thân một bạt tai, mãnh liệt đau nhói cảm giác quanh quẩn trong lòng, bất quá hắn có thể khẳng định một việc, kia chính là hắn thật còn sống. Tiêu Phàm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liền thần long hư ảnh thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến, cũng chỉ có một cái này giải thích, bất quá khi hắn nhìn về phía dưới chân thời khắc, lại là phát hiện Bạch Ma co quắp mềm ở trên mặt đất, còn người run rẩy không thôi, một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Tu La, Bạch Ma tròng mắt không ngừng run rẩy, không biết là dọa đến, hay là kích động chỗ đến. Bạch Ma, người thế nào? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma, chậm rãi hướng về Bạch Ma đi đến. Bạch Ma lộn nhào hướng về phía sau thối lui, tựa như thấy được cái gì kinh khủng quái vật một dạng. Tiêu Phàm buồn bực không thôi, bản thân chẳng lẽ có như thế sợ hãi sao? Khi hắn lần nữa nhìn về phía thần long hư ảnh thời khắc, Tiêu Phàm phát hiện, liền thần long dĩ nhiên cũng đang không ngừng run rẩy, chậm rãi hướng về hậu phương di động. Tiêu Phàm ngừng thân hình, không khỏi nhíu mày, sau đó theo Bạch Ma cùng thần long huyết ảnh ánh mắt hướng về hậu phương nhìn lại, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy một đạo to lớn hắc sắc ma ảnh ở hư không nộ khiếu. Tu La ma ảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem hắc sắc ma ảnh, lần trước Tu La ma ảnh giết Trường Sinh Đại Đế cũng liền bình thường. Có thể hiện tại, nó dĩ nhiên lần nữa xuất hiện, nhưng Bạch Ma cùng thần vương hư ảnh đều như thế sợ hãi,
chẳng lẽ Tu La Ma Ảnh còn rất có địa vị hay sao? Bang, đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ánh mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy huyết sắc cung điện thạch môn bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó liền thần long hư ảnh lui sang một bên, trong mắt lộ ra vẻ cung kính, tựa như nhường ra một con đường một dạng. Muốn ta đi vào, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, vừa mới liền thần long hư ảnh một chảo hắn có thể còn ký ức như mới, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất cự ly tử vong gần như thế. Dù là hiện tại thần long hư ảnh lộ ra vẻ cung kính, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tu La giáng lâm, không có từ xa tiếp đón. Đột nhiên, một đạo ung dung thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm hơi có vẻ già nua, phiêu miểu. Tu La, Tiêu Phàm trong lòng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cũng không phải cái gì Tu La tiểu tử, bất quá Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần, đối phương như thế xưng hô hắn, 8-9 phần 10 cùng Tu La Ma Ảnh có quan hệ. Hơn nữa, vừa mới liền thần long hư ảnh minh rõ có thể giết hắn, lại tha hắn một mạng, nghĩ đến đối phương cũng không nghĩ đối phó hắn. Bạch Ma, cùng ta đi vào. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn Bạch Ma một cái, liền hướng lấy huyết sắc cung điện đi đến. Đối phương muốn giết hắn, căn bản không tất yếu quanh co lòng vòng, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng yên lòng, hắn cũng phải nhìn xem, cái này huyết sắc cung điện bên trong người, đến cùng là bực nào tồn tại. Bạch Ma thân hình một trận biến hóa, hắc sắc ngụy trang bị nó tháo xuống, lại biến thành một cái bạch sắc tiểu cẩu bộ dáng, đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Hắn con ngươi lại là thời khắc nhìn về phía Tiêu Phàm, tràn đầy kiêng kỵ, cũng không còn trước đó khinh thị và khinh thường. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi, thu hồi Tu La Ma Ảnh, nhìn về phía Bạch Ma truyền âm nói, Bạch Ma, ngươi tại sao sợ nó? Tại sao sợ nó? Lần này ngược lại là đến phiên Bạch Ma nghi ngờ, hít sâu một cái nói, ngươi không biết đó là vật gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, vô luận là thứ gì, hẳn là không có quan hệ gì với ngươi a. Ngươi không phải đến từ một cái thế giới khác à, tất nhiên như thế, cái kia lại có sợ gì? Bạch Ma trầm mặc không nói, không có nói tiếp ý tứ, nếu là bình thường nói hắn sợ hãi, đoán chừng hắn đã sớm lên cơn, nhưng là nói hắn sợ hãi Tu La Ma Ảnh, hắn lại cho rằng theo lý thường đương nhiên. Bạch Ma, Tiêu Phàm lại kêu lên. Ngươi không cần hỏi ta, chỉ cần biết rõ, ngươi trong miệng Tu La Ma Ảnh, chính là cấm kỵ. Bạch Ma trịnh trọng Tiêu Phàm truyền âm nói đến cấm kỵ hai chữ lúc, hắn toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng lên. Cấm kỵ, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua tu sĩ trong mắt còn có cấm kỵ. Bất quá hồi tưởng một cái, Phàm là gặp qua Tu La Ma Ảnh người, có vẻ như đều đối Tu La Ma Ảnh tràn đầy sợ hãi, Minh Yểm cũng tốt, Trường Sinh Đại Đế cũng được. Hiện tại Bạch Ma cùng liền thần long hư ảnh cũng đồng dạng như thế. Nhìn đến, Tu La Ma Ảnh thực sự là một cái khó lường đồ vật a, về sau vẫn là tận lực đừng dùng tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Bất chi bất giác, hắn và Bạch Ma cũng đã vòng qua thần long hư ảnh, đi tới huyết sắc đại điện cửa ra vào, hắn do dự một cái, vẫn là đi vào. Đại điện bên trong, nạm vô số huyết sắc tinh thạch, lập lòe tỏa ánh sáng. Đem cả tòa đại điện đều chiếu thần bí đến cực điểm. Trong điện 10 phần to lớn, nguy nga, lộ ra một cỗ man hoang chi khí, dù là Tiêu Phàm đều không thể không cảm thán, cái này đại điện, có thể so sánh Tu La Điện muốn hùng vĩ rất nhiều. Bang một tiếng, đại điện cánh cửa quan bế, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, để phòng nhìn chăm chú tứ phương. Tu La Quang Lâm Hàn Xá, thật là làm cho Hàn Xá quý khách đến nhà a. Đột nhiên, cái kia già nua thanh âm vang lên lần nữa, lại là nhìn thấy đại điện trung ương trên chủ tọa đột ngột xuất hiện một đạo quang ảnh. Đó là một cái trung niên nam tử, người mặc huyết sắc long bào, đầu đội kim quan, phong thần như ngọc, bá khí phi phàm, đang một mặt cười nhạt nhìn xem Tiêu Phàm. Vãn bối mạo muội quấy rầy, còn mời tiền bối chớ trách. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, tại bực này cường giả trước mặt, nếu là người khác, đoán chừng nói chuyện đều run lên. Bất quá Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Tu La nghiêm trọng, bản đế đã từng cũng cùng Tu La tộc Kình Thiên chiến tướng có chút giao tình, người ta nói đến cùng, cũng không tính là ngoại nhân. Cái kia nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói. Lạc Kình Thiên, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem nam tử trung niên.
Nam tử trung niên trong miệng Kình Thiên chiến tướng, Tiêu Phàm kỳ thật cũng không quen thuộc, mà là thần vô tận trong truyền thừa, có rất nhiều liên quan tới Kình Thiên chiến tướng tin tức. Ở bước vào thái cổ thần giới trước đó, Tiêu Phàm đem tất cả có quan hệ Tu La tộc tin tức đều thấy nhiều lần, cái tên này Tiêu Phàm nhất là quen thuộc. Bởi vì hắn sư tôn thần vô tận, đã từng thần tượng, chính là Lạc Kình Thiên, đây chính là chân chính quát tháo phong vân nhân vật, giống như cửu thiên thần long, cho người ngưỡng vọng. Không sai, chính là Kình Thiên chiến tướng. Nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên nói ra Lạc Kình Thiên ba chữ này, nam tử trung niên càng thêm tin tưởng mà đến Tiêu Phàm thân phận, cười cười nói, bị nhân long huyết vân, có lẽ Tu La đã từng cũng có nghe thấy. Chưa nghe nói qua, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn là thật chưa nghe nói qua ba chữ này, cho nên nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Bất quá lời này ở nam tử trung niên long huyết vân nghe tới, lại là coi là Tiêu Phàm phách lối đến cực điểm, trong lòng thầm than, không hổ là Tu La tiểu tử, thật không phải bình thường bá đạo. Không biết Tu La lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Long huyết vân thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không biết có chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, vấn đề này thật đúng là không biết trả lời như thế nào, tổng không thể nói cho Long huyết vân, ta là vì Long tộc táng địa bên trong bảo bối mà đến đây đi, vậy căn bản liền là trộm mộ a. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm mới mở miệng nói, ta chỉ là ngẫu nhiên tiến vào nơi đây mà thôi. Mặc dù nói như vậy, Tiêu Phàm ánh mắt lại là ở trong đại điện liếc nhìn lên, tựa như đang tìm kiếm cái gì một dạng. Là như vậy sao? Long huyết vân mỉm cười, hắn hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm thuyết pháp, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Chắc chắn Tu La chính là bách sát đế lệnh mà đến đây đi. Long huyết vân tiếp tục nói, mắt hắn đáy chỗ sâu lóe qua một tia không cam lòng, tựa như cực kỳ không nguyện ý đem hắn trong miệng cái gọi là bách sát đế lệnh giao ra đến. Tiêu Phàm quái dị nhìn xem Long huyết vân, hắn chỉ là đi theo Long gia người đến nơi này, muốn lấy được một chút Long hồn mà thôi, căn bản cũng không có gì. Hắn biết rõ, Long huyết vân không chỉ có hiểu lầm hắn thân phận, thậm chí còn hiểu lầm hắn ý đồ đến. Bách sát đế lệnh, Bạch Ma nghe vậy, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, còn mang theo một tia hướng tới. Bạch Ma, bách sát đế lệnh là cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma truyền âm nói. Hắn cảm giác có một phiến đại môn hướng hắn mở rộng ra. Hiện tại nói cho ngươi cũng không giá trị, chờ ngươi đột phá thần vương đỉnh phong nói sau đi. Bạch Ma căn bản không có nói cho Tiêu Phàm ý tứ, lập tức lại bổ sung một câu, nói chẳng qua nếu như cái này Long huyết vân thật có bách sát đế lệnh mà nói, ngươi có thể muốn tới, tương lai đối với ngươi hữu dụng. A, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, ra vẻ thâm trầm nói, Long tiền bối tự nhiên biết rõ ta ý đổ đến. Vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Bạch Ma trong mắt lóe qua nồng đậm khinh bỉ, người nhà liền bách sát đế lệnh đều không biết là cái gì, dĩ nhiên thực có can đảm công khai đòi hỏi. Phải biết, trước mắt người này, mặc dù hiện tại chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng hắn sống sót thời điểm, thế nhưng là không kém gì Bạch Ma a. Nên đến chả là muốn đến. Long huyết vân thật sâu hít khẩu khí, trong mắt đều là vẻ phức tạp, trầm ngâm lúc này, nói Tu La tiểu tử. Ta có thể đem bách sát đế lệnh cho ngươi, nhưng Tu La được đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Tiêu Phàm có thể nghe ra Long huyết vân đối bản thân kiêng kỵ, không, nói cho đúng, là đối Tu La thân phận kiêng kỵ. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, trầm ngâm nói, Tu La liền đại đế cấp cường giả đều muốn kiêng kỵ, đoán chừng Tu La ở Tu La tộc địa vị cũng không thấp a. Nói, Tiêu Phàm áp chế trong lòng kích động cùng không bình tĩnh. Ngữ khí lạnh lùng phun ra một chữ. Nhưng mà cái này băng lãnh ngữ khí ở Long huyết vân nghe tới, lại là 10 phần tự nhiên, hắn cắn răng nói, Long mỗ chỉ hy vọng Tu La cho ta hậu đại một đầu sinh lộ, dĩ vãng sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời này, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới Long huyết vân không còn nói cùng Lạc Kình Thiên chiến tướng có chút giao tình a, làm sao hiện tại cảm giác, Long huyết vân là cùng Lạc Kình Thiên ở giữa có thù a. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm bại lộ, nhưng Tiêu Phàm tâm tính cũng không phải người bình thường có thể so sánh, hắn biểu hiện mặt mũi bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút buồn cười. Người Long huyết phân cùng Lạc Kình Thiên ở giữa ân oán liên quan ta cái rắm, ta lại sẽ không diệt ngươi hậu nhân. Tiêu Phàm trong lòng khịt mũi coi thường nói. Lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra,
Đừng nhìn Long Huyết Vân chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng muốn giết chết hắn, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi, cung điện bên ngoài một bên, có thể còn có một đạo thần vương cảnh long hồn đây, Long Huyết Vân ra lệnh một tiếng, hắn và Bạch Ma đoán chừng đều phải chết ở nơi này. Có thể, Tiêu Phàm vẫn như cũ đạm mạc phun ra hai chữ, nói quá nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ bản thân, hiện tại trước lấy được cái kia bách sát đế lệnh lại nói. Long mỗ đa tạ tu la, Long Huyết Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay một chiêu, một vệt sáng từ cung điện chỗ sâu bay vụt mà tới, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi hắc sắc đoản kiếm. Thực sự là bách sát đế lệnh, Bạch Ma nhìn thấy, trong mắt lóe qua kinh ngạc, còn có một tia chiến ý. Long Huyết Vân nhìn chằm chằm Bạch Ma một cái, vừa mới hắn có thể là nhìn đến Bạch Ma bản thể, thân làm đại đế cấp tồn tại, hắn như thế nào không biết Bạch Ma thân phận đây? Liên trường sinh thú đều nguyện ý thần phục hắn, vị này tu la có lẽ tương lai có thể ở đông đảo tu la bên trong thắng được, có hy vọng rất lớn lấy được vị kia tán thành. Long Huyết Vân hít sâu một cái, trong lòng ước lượng lấy quan hệ lợi hại. Mặc dù hắn trong lòng đủ kiểu không đành lòng, nhưng vẫn là đem bách sát đế lệnh đưa cho Tiêu Phàm. Hắc sắc đoản kiếm vào tay hơi lạnh, cả người phát ra u quang, không biết dùng tài liệu gì chế tạo mà thành. Mặc dù nhìn qua 10 phần phổ thông, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được cái này hắc sắc đoản kiếm bất phàm. Hắn mặc dù không biết cái này bách sát đế lệnh để làm gì, nhưng từ Long Huyết Vân cùng Bạch Ma ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra, tương lai đối bản thân khẳng định có trọng dụng, hắn không chút do dự đem bách sát đế lệnh thu vào. Đồ vật ta cũng đã cầm, cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi, từ Long Huyết Vân trong tay lừa gạt đến vật này. Tiêu Phàm luôn cảm giác có chút không hiểu chột dạ. Hắn tin tưởng, nếu như Long Huyết Vân biết rõ hắn không phải cái gọi là Tu La tiểu tử, đoán chừng sẽ trước tiên gạt bỏ hắn. Tu La xin dừng bước, Long Huyết Vân đột nhiên lại kêu lên. Chẳng lẽ bị phát hiện, Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, hắn ngừng thân hình, không kiên nhẫn quay đầu hỏi, còn có chuyện gì sao? Long mỗ cái này còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tu La có thể đáp ứng. Long Huyết Vân khẽ mỉm cười nói, trong tay hắn cầm hai cái hộp, một cái hắc sắc, một cái kim sắc. Long Huyết Vân đem cái kia màu đen hộp đưa cho Tiêu Phàm nói, trong này, có 30 đạo long hồn, xem như thù lao, Long mỗ hy vọng tu la có thể giúp ta đem ta truyền thừa truyền cho hậu nhân. Tiêu Phàm tựa như không nghe được phía sau câu nói kia đồng dạng, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cái hộp kia, Bạch Ma ở một bên kêu mấy tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. Người bản thân truyền cho ngươi sau người không phải càng tốt sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nói như vậy tự nhiên là sợ phiền phức, nha, ta đều còn không biết ngươi hậu nhân là ai đây. Long mỗ cuối cùng một sợi tàn niệm cũng đã năng lượng hao hết, sắp tiêu tán, một khi tiêu tán, ngoại giới long hồn cũng sẽ mất đi khống chế, Tu La yên tâm, ta hậu nhân đã nhanh đến. Long Huyết Vân tàn niệm cười khổ nói. Ngươi hậu nhân, Tiêu Phàm buồn bực. Lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, Long gia lại là ngươi hậu nhân, nói cách khác, Long gia vốn chính là vì ngươi truyền thừa mà đến. Vâng, Long Huyết Vân nhẹ gật đầu nói. Chờ chút, ngươi mới vừa nói, cái kia thần vương cảnh long hồn sẽ mất đi khống chế. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên đề cao không ít, hận không thể lập tức liền muốn rời đi. Trước đó hắn thế nhưng là tự mình lãnh hội qua cái kia thần vương cảnh long hồn đáng sợ a. Hắn cũng không muốn bản thân lại bị cái kia long hồn tuyệt sát một lần. Không sai, còn mời Tu La thành toàn. Long Huyết Vân gật gật đầu, cái kia tàn niệm cũng đã ảm đạm rất nhiều, tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán mà ra. Thành toàn, ta thành toàn ngươi, qua một lúc người nào thành toàn ta. Tiêu Phàm đem Long Huyết Vân tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, ngươi nha không nói sớm, còn lôi kéo ta ở trong này kéo việc nhà. Qua một lúc tiểu gia làm sao chết đều không biết đây. Giết, giết hắn, chưa kịp Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên tạp tiếng hô cùng kịch liệt chiến đấu. Con mẹ nó, ngươi không phải nói chờ ngươi tàn niệm tiêu tán sau đó, cái kia thần vương long hồn mới có thể mất đi khống chế. Sao, Tiêu Phàm không khỏi tuôn ra nói tục, giận mắng không thôi. Nhưng mà, khi hắn quay đầu thời khắc, lại là phát hiện. Long Huyết Vân tàn niệm cũng đã hóa thành quang vũ, chỉ có một cái huyết sắc hạp tử từ hư không rơi xuống.
Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng một vạn thất tuấn mã lao nhanh, thiếu chút nữa thì tê hống ra, người nha, có hay không hố người như vậy, ta còn không có đáp ứng người đây. Mặc kệ người có đáp ứng hay không, hắn cũng đã tiêu tán. Bạch Ma đạm mạc mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay chiếc hộp màu đen, bên trong chứa 30 đạo long hồn. Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng đem chiếc hộp màu đen thu hồi đến, càng đề phòng cướp đồng dạng đề phòng Bạch Ma, vội vàng nói tránh đi, ngươi liền không quan tâm long huyết vân truyền thừa. Hắn chỉ bất quá cùng ta đồng dạng cảnh giới mà thôi, truyền thừa với ta làm gì dùng. Bạch Ma tâm cao khí ngạo nói. Tiêu Phàm ngược lại là không có phản bác Bạch Ma lời nói, Bạch Ma vốn liền là đại đế cường giả, bây giờ lại đoạt xá trường sinh thú nhục thân, vô luận truyền thừa hay là tiềm lực, đều sẽ không so long huyết phần yếu. Huống hồ, người cảm thấy hắn đem truyền thừa giao cho ngươi, sẽ không có chuẩn bị ở sau sao. Bạch Ma lại mở miệng nói, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc hạp tử. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đại đế cường giả truyền thừa. Đối với hắn xác thực có không ít sức hấp dẫn, dù sao thần vô tận tu la truyền thừa, cũng chỉ là thần vương truyền thừa mà thôi. Không đúng, vô tận chiến điển vốn liền so phổ thông thần điển mạnh hơn, liền nói hỏa hồng lô điển đều xa xa không bằng, khẳng định cũng không yếu so với đại đế truyền thừa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nháy mắt lắng lại cỗ kia dục vọng, con người biến thanh tịnh vô cùng. Điều này cũng làm cho Bạch Ma nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Có thể nháy mắt áp chế cỗ kia dục vọng, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm thế nào cho hắn lựa chọn truyền thừa người? Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái kia huyết sắc hạp tử bên trên, trong bàn tay, huyết sắc hạp tử đã xuất hiện ở trong tay. Hắn không có thử mở ra huyết sắc hạp tử, chính như Bạch Ma nói, long huyết vân khẳng định ở bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu là như thế. Cái kia vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Mặt khác, cái này truyền thừa đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng xem như một cái nhân tình, đưa cho Long gia, cũng có thể chiếm được Long gia hảo cảm. Chỉ là, cái này quá trình còn phải hảo hảo suy nghĩ một cái, bằng không, chẳng những sẽ không để cho Long gia cảm kích, còn có thể cừu thị hắn. Trước chờ bên ngoài giết ra kết quả lại nói, Bạch Ma uể oải nằm dưới đất mặt mũi. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa hắn thể nội tám đạo long hồn chi lực. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, không khỏi âm thầm cho Bạch Ma giơ ngón tay cái lên. Đại điện bên ngoài, Long Uyên cùng Lục Kinh Long 70-80 cổ thần cảnh cường giả, đang điên cuồng cùng thần vương long hồn chém giết cùng một chỗ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều không có giữ lại chút nào. Thần vương cấp bậc long hồn A, nếu là có thể lấy được, 89 phần 10 có thể đột phá thần vương cảnh. Người nào lại nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội đây? Bất quá, muốn giết chết cái này thần vương cảnh long hồn, vậy cũng không phải như thế đơn giản, hơn 70-80 người, không đến chốc lát, liền tử thương 20-30 người. Thần vương long hồn cũng triệt để điên cuồng lên, mỗi một chảo rơi xuống, đều hàm chứa ngập trời uy thế, liền không gian đều ẩn ẩn run rẩy lên, đây cũng là thần vương cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Không được, bằng vào chúng ta thực lực. Là giết không chết nó. Một cường giả kêu to, trong mắt đều là sợ hãi, nhìn thấy người bên cạnh một cái ngã xuống, hắn gần như tuyệt vọng. Long Uyên trưởng lão, cái này long hồn lão phu từ bỏ. Lại một cái lão giả kinh khủng kêu lên, sau đó nhanh chóng hướng về trong thông đạo bỏ chạy. Những người khác nhìn thấy, nơi nào còn dám dừng lại, nếu như là một chút cổ thần cảnh long hồn, bọn họ sẽ không chút do dự chém giết, cướp đoạt. Có thể hiện tại gặp gỡ, lại là thần vương cảnh long hồn, bọn họ không thể nào là thần vương cảnh đối thủ, nhiều nhất cũng liền trọng thương thần vương long hồn mà thôi. Muốn chém giết, bọn họ tất nhiên sẽ bỏ ra giá rất lớn, thậm chí có khả năng bọn họ cái này 70-80 cổ thần cảnh toàn bộ đều lưu ở nơi đây. Ta khuyên các vị tốt nhất vẫn là không muốn rời đi. Lúc này, Long Uyên đột nhiên mở miệng nói. Cười nhạo. Chẳng lẽ ngươi Long gia còn muốn ép ở lại chúng ta hay sao? Trong đó một cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh khinh thường nói. Long mỗ tự nhiên không dám. Long Uyên cười nhạt một tiếng, đối mặt cái kia thần vương cảnh long hồn hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại kích động không hiểu. Dừng một chút, hắn lại nói ta nói như vậy, chỉ là muốn nói cho mọi người, đường cũ cũng đã trở về không được,
chỉ có giết chết cái này thần vương cảnh long hồn, giới này thông đạo mới có thể mở ra, nếu không mà nói liền phải đợi đến 24 canh giờ sau đó chúng ta mới có thể rời đi. Ngươi làm sao biết rõ, ngươi không phải nói ngươi long gia chưa bao giờ vượt qua qua nham tương hải sao? Lục Kinh Long sắc mặt khó coi nhìn xem Long Uyên nói. Cứ như vậy một lát công phu, lại có 7-8 người bị thần vương long hồn chém giết, máu nhuộm hư không. Ta long gia xác thực không có vượt qua nham tương hải, nhưng ta biết rõ những cái này tin tức, các ngươi không tin, đại khái có thể rời đi, bất quá chúng ta liều mạng lớn như vậy tử thương mới trọng thương nó, nếu không bao lâu, nó liền sẽ khôi phục, đến lúc đó. Long Uyên lắc lắc đầu nói. Hắn không có nói tiếp, nhưng ai cũng biết rõ Long Uyên ý tứ, bọn họ tổn thất thảm trọng mới trọng thương thần vương long hồn, nếu như lại liều lên một đem lời, vô cùng có khả năng giết chết cái này thần vương long hồn. Mà hiện tại nếu là rời đi mà nói, đến lúc đó thần vương long hồn khôi phục, bọn họ khả năng liền không nhất định có thể có chém giết thần vương long hồn lực lượng. Người long gia thật hèn hạ, có một cái lão giả phẫn nộ nói. Những người khác cũng hung dữ nhìn xem Long Uyên đám người, Long gia đây chính là tương đương với đem bọn họ gạt tới nơi này chịu chết a, cái này khiến bọn họ như thế nào không giận đây? Các ngươi đều là tự nguyện tiến đến, không phải sao? Long Uyên ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí có chút kích động. Long gia vì giờ khắc này, thế nhưng là đợi vài vạn năm, trước kia bọn họ chỉ là âm thầm lục lọi tiến vào nơi này, nhưng mà một lần lại một lần thất bại nói cho bọn hắn. Bằng vào Long gia thực lực là không thể nào chiến bại thần vương. Về sau Long gia vừa nghĩ đến, mượn nhờ thiên thần bảng tranh đoạt tái, đem các đại thế lực cổ thần cảnh cường giả dẫn vào nơi này, có lẽ mới có chém giết thần vương long hồn cơ hội. Hiện tại, mắt thấy thần vương long hồn trọng thương, tiên tổ truyền thừa trong tầm mắt, Long Uyên lại như thế nào không kích động đây. Tốt một cái dương mưu, người Long gia vì hôm nay, sợ là mưu tính không ít a. Chẳng lẽ ngươi Long gia sẽ không sợ cùng với những cái khác bát phủ thập tam tông, thậm chí muốn cùng thiên võ thần sơn là địch? Lục Kinh Long phẫn nộ nhìn xem Long Uyên nói. Chỉ có hắn biết rõ thần vương cường giả đáng sợ, ở thiên võ thần sơn, thì có bậc này tồn tại, dù là hắn hào xưng thần vương cảnh cười nhỏ vô địch, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Những người khác cũng nhao nhao phẫn nộ chờ lấy Long đằng phủ người, không còn để ý tới thần vương long hồn. Điên cuồng hướng về cái kia thông đạo áp sát. Cùng thiên võ thần sơn là địch, còn không đến mức. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một nhóm hắc y nhân từ hậu phương đi tới. Long Tuyền, Lục Kinh Long hai mắt khẽ híp một cái, nháy mắt nhận ra phía sau là thủ hắc y nhân. Đám người sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ đến, phía sau vậy mà còn đi theo nhiều người như vậy. Hiện tại bọn hắn như thế nào còn không minh bạch, tất cả những thứ này đều là Long đằng phủ tính toán, cho dù bọn họ nghĩ rời đi, hiện tại cũng không chắc có thể qua làm được. Cầm đầu hắc y nhân xốc lên vành nón, lộ ra một trương tuấn giật khuôn mặt, cùng Long Phi Vũ có mấy phần rất giống, hắn cười nhạt nhìn xem Lục Kinh Long đám người, người này chính là Long đằng phủ chủ, Long Tuyền. Long Tuyền, người thật muốn đắc tội ta thiên võ thần sơn cùng cái khác tất cả thế lực. Lục Kinh Long lạnh giọng nói. Ta vừa mới nói, bản phủ chủ không nghĩ tới cùng thiên võ thần sơn là địch. Long Tuyền thần sắc đạm nhiên, sau đó lộ ra một nụ cười nói, bất quá, người muốn cho rằng như vậy, ta cũng không để ý. Đám người con người hơi hơi co rụt lại, bọn họ coi là uy hiếp một cái Long Tuyền, sẽ khiến Long suối có chỗ cố kỵ, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Long Tuyền dĩ nhiên như thế cường thế cùng bá đạo, hắn chẳng lẽ liền thiên võ thần sơn đều không sợ. Lục Kinh Long nheo mắt, hắn từ Long Tuyền trong mắt thấy được một loại vô địch tự tin, hắn biết rõ, Long Tuyền không có nói dối, mà là chân thực sợ thiên võ thần sơn. Chỉ là Lục Kinh Long không biết Long Tuyền cái nào đến tự tin, chẳng lẽ chỉ bằng Long đằng phủ tấm chắn thiên nhiên sao? Minh phong này đối với cổ thần cảnh cường giả tới nói xác thực khó có thể vượt qua, có thể đối với thần vương cảnh tới nói, lại không tính cái gì. Long đằng phủ cho dù là mạnh, cũng không thể nào là thần vương cảnh cường giả đối thủ a. Đột nhiên, Lục Kinh Long ánh mắt rơi vào cái kia thần vương long hồn cùng cái kia huyết sắc cung điện phía trên, hắn rốt cục xem như hiểu, Long gia ỷ vào chính là nơi này. Trước không nói cung điện có cái gì, nếu như có thể thôn phệ đầu này thần vương long hồn, đều có khả năng đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó,
Long Đằng phủ dựa vào tấm chắn thiên nhiên, thật chưa chắc sẽ e ngại Thiên Võ Thần Sơn. Long Tuyền lại là căn bản không có quan tâm đám người ánh mắt, trên mặt Tiếu Dung vẫn như cũ, nói, hôm nay tất nhiên đều tới, cái kia Long Mỗ còn phải mượn nhờ một cái các vị lực lượng, huống hồ, đây cũng là các vị cùng ta Long Đằng phủ trước đó đạt thành giao dịch, không phải sao? Thoại âm rơi xuống, từng đạo hà quang đột nhiên trùng thiên mà lên, bỗng nhiên ngăn chặn thông đạo cửa ra. Đám người nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không ít người càng là phẫn nộ đến cực điểm. Long Tuyền, người hỗn trướng, ta nếu có thể rời đi, nhất định nhường tông chủ huyết đạp Long Đằng phủ. Đám người gầm thét, điên cuồng công kích cái kia thông đạo cửa ra, nhưng mà, cái kia hà quang lại bộc phát ra sáng chói quang mang, liền các vị cổ thần cảnh cường giả đều công không phá được. Các ngươi có khí lực công kích cái này thông đạo, còn không bằng nghĩ đến như thế nào đối phó thần vương Long Hồn A. Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, trên mặt Tiếu Dung bỗng nhiên biến mất, biến vô cùng băng lãnh. Các vị, chúng ta cũng ở chỗ này, các ngươi sợ cái gì đâu. Huống hồ, ta Long gia từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, một đầu Long Hồn, sẽ không thiếu các ngươi. Long Uyên quát to. Kỳ thật đắc tội Lục Kinh Long cùng cái khác các đại thực lực tu sĩ, Long Đằng Phủ cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn chém giết cái này thần vương Long Hồn, căn bản không phải Long Đằng Phủ có thể làm được. Nếu là có thể, bọn họ đã sớm giết cái này nói thần vương Long Hồn, lại làm sao có thể khiến người khác biết rõ Long Đằng Phủ bí mật chứ? Lục Kinh Long đám người phẫn nộ nhìn xem Long Uyên cùng Long gia tu sĩ một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, hay là giết tới. Hiện tại lui không thể lui, còn không bằng chém giết một trận, có lẽ còn có sống sót cơ hội, đến lúc đó nếu là có thể lấy được một đạo Long Hồn, vậy cũng xem như không uổng công chuyến này. Giết, gầm thét một tiếng vang vọng hư không, 50-60 cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả cũng biến điên cuồng lên, tăng thêm Long ra người, bọn họ đã chết đả thương 30-40. Nếu như lại có giữ lại, cứ tiếp như thế, đoán chừng tất cả mọi người đều phải lưu ở nơi này không thể. Bất quá bọn họ vẫn như cũ khinh thường thần vương Long Hồn thực lực, đây chính là liền bạch ma đều không có bất luận cái gì sức phản kháng tồn tại a. Nơi này, đoán chừng cũng liền Lục Kinh Long cùng Long Uyên số ít mấy người liên thủ có thể kéo một hồi. Lúc này, một trận kêu thảm tiếng truyền đến, nhân tộc tu sĩ ở trên đó ngàn trượng dài thần vương Long Hồn trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nguyên một đám cổ thần cảnh tu sĩ ngã xuống, bị thần vương Long Hồn giúp chúng, thần hồn diệt hết. U Vân phủ ba người, ngoại trừ Thanh Thương bên ngoài, mặt khác hai đại trưởng lão Lệ Hồn cùng Hàn Sóc cũng đã ngã vào trong vũng máu, Thanh Thương cũng không tốt gì, toàn thân máu me đầm đìa, vẫn như cũ còn tại kiên trì. Có thể sống sót, đều là cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, không thể không nói, Long gia cũng không có định đem tất cả mọi người lưu ở nơi này. Nếu không mà nói, Long gia hoàn toàn có thể không cần tham dự dạng này chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không bảo hộ Vũ Văn Tiên, thì hoàng tử cùng kiếm tử bọn họ những cái này thiên thần cảnh. Vũ Văn Tiên, thì hoàng tử cùng kiếm tử ba người nhìn xem trước mắt chiến đấu, một trận hãi hùng khiếp vía, dù là bọn họ có 102 thiên vũ vực cùng tuổi một đời, tại bực này chiến đấu trước mặt, cũng giống như run rế. Thời gian chậm rãi sói mòn, chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nguyên một đám cổ thần cảnh cường giả ngã xuống, mấy canh giờ thời gian sau, chỉ còn lại cuối cùng 20 người tới còn sống. Giờ phút này, thần vương Long Hồn quanh thân xương máu bốc hơi, khí thế cũng hư nhược không ít, nhưng vẫn như cũ xa không phải cổ thần cảnh có thể địch. Lục Kinh Long bọn họ xa xa nhìn xem thần vương Long Hồn, há mồm thở dốc, mỗi người trên thân đều thấm ướt máu tươi. Gia chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Thông đạo bên trong. Một cái Long gia tu sĩ trầm giọng nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, một phần vạn Lục Kinh Long giết không chết thần vương Long Hồn, Long gia có thể liền phiền toái. Đều đi vào, Long Tuyền quyết định thật nhanh, dẫn đầu hướng về phía trước quảng trường đi đến, cái kia trận pháp kết giới, chỉ cho vào, không cho phép ra, ngược lại là ngăn không được hắn. Những người khác khẽ cắn môi, cũng đi theo, ngay sau đó, mười mấy người trên người, toàn bộ đều phát ra cường đại khí thế. Dĩ nhiên đều là cổ thần cảnh đỉnh phong. Long Tuyền, người Long gia giấu thật đúng là sâu a. Lục Kinh Long nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Long Tuyền nói, hắn không nghĩ đến Long gia dĩ nhiên như thế cường đại. Lục trưởng lão khách khí, so sánh người Lục gia,
ta Long gia thế nhưng là kém xa. Long Tuyền nhàn nhạt đáp lại, Lục gia ẩn giấu vô số năm, có thể liền quân gia đều bị hắn hủy diệt, xác thực không phải Long gia có thể so sánh. Hừ, Lục Kinh Long hừ lạnh một tiếng, hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng lửa giận, không cùng Long Tuyền tranh phong, hắn trong lòng âm thầm thề, thiên thần bảng tranh đoạt tái sau khi kết thúc, định khiến Long Đằng phủ đẹp mắt. Giết, Long Tuyền băng lãnh phun ra một chữ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thần vương Long Hồn, đối cái này thần vương Long Hồn, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng 10 cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh bỗng nhiên phân tán mà ra, từ 4 phía vồ giết về phía thần vương Long Hồn. Giết, Lục Kinh Long cũng quát lớn một tiếng, hiện tại hắn không thể không cùng Long Tuyền hợp đối đầu trả thần vương Long Hồn, việc cấp bách là sống sót rời đi. Một vòng mới công phòng chiến bắt đầu, bất quá lần này xuất thủ lại là ba hơn 10 cái cổ thần cảnh đỉnh phong, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Đáng sợ thần thông chi lực ở hư không mãnh liệt, thần vương Long Hồn khí thế càng ngày càng yếu, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Đám người nhìn thấy, công kích cũng càng ngày càng lăng lệ, rốt cục, ở lại chết 7-8 người sau đó, thần vương Long Hồn kêu rên một tiếng, trên người khí tức nháy mắt hư nhược xuống dưới. Long Tuyền cùng Lục Kinh Long đám người ánh mắt tỏa sáng, điên cuồng xông tới, muốn tranh đoạt thần vương Long Hồn, đây chính là có thể làm cho bọn họ đột phá thần vương cảnh đồ vật a. Không tốt, mau lui lại. Đột nhiên, Long Tuyền giống to một tiếng, cực tốc hướng về quảng trường ngoại vi bay đi. Lúc này, cái kia thần vương Long Hồn khí thế lại là ở nhanh chóng kéo lên, huyết sắc long khu giống như máu tươi tưới nước đồng dạng, tiên diễm xinh đẹp. Cái này rõ ràng là muốn tự bạo tư thế. Thần vương cường giả tự bạo, chỉ là ngẫm lại, đám người liền tê cả da đầu, trong mắt lộ ra sợ hãi, giờ phút này bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Oanh, không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thần vương Long Hồn bỗng nhiên nổ tung, cuồng bạo vòi rồng bao phủ tứ phía bát phương, giữa thiên địa đều triệt để bạo loạn lên. Tất cả cổ thần cảnh cường giả toàn bộ đều trợn to hai mắt, không chút do dự lấy ra thần binh pháp bảo hộ thể, nhưng mà ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị chấn bể không ít. Có mấy cái cự ly thần vương Long Hồn khá gần cổ thần cảnh cường giả, trực tiếp hóa thành hư ảo, những người khác cũng hoàn toàn bị một cỗ đại lực đẩy vào tới vách đá. Long Phi Vũ bọn họ vị trí thông đạo, cũng bỗng nhiên rung rung, cũng may còn có trận pháp gia trì, miễn cưỡng không có nổ tung, bọn họ trợn to hai mắt nhìn xem phía trước quảng trường bên trong, con người kịch liệt run rẩy. Bọn họ muốn thấy rõ ràng bên trong tất cả, nhưng mà sóng gió tràn ngập toàn bộ không gian, cho dù cổ thần cường giả linh hồn chi lực đều sẽ bị xé vỡ nát. Bất quá, Long Phi Vũ bọn họ có thể tưởng tượng, cái này ba hơn 10 cái cổ thần cảnh, cuối cùng có thể sống sót, tuyệt đối một nửa không đến, cái này chết tổn thương cũng không phải đồng dạng thảm trọng. Thời gian chậm rãi xói mòn, Long Phi Vũ bọn họ ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Nhìn xem phía trước cương phong không kiêng nể gì cả rảo sát lấy tứ phương, bọn họ chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh. Hồi lâu, cái kia cương phong mới triệt để bình ổn lại, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, bọn họ tưởng tượng quảng trường vỡ nát một màn cũng không có xuất hiện. Cái kia bình thản không có gì lạ huyết thạch mặt đất, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, liền thần vương cảnh cường giả tự bạo đều không cách nào phá hư cái này quảng trường sao. Mấy người không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Coi chính mình bị hoa mắt, làm bọn họ lần nữa nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện dọc theo quảng trường thất linh bát lạc nằm lần lượt từng bóng người. Có chút người không có âm thanh, mà có ít người lờ mờ có thể nhìn thấy chập trùng ngực, nhưng ngay cả đứng đều đứng không vững, hiển nhiên đều bị thương thảm trọng, không có người nào hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một đạo áo đen thân ảnh phía trên, lại là phát hiện, người kia ở trong thi thể kia tìm cái gì. Là hắn, Long Phi Vũ mấy người nháy mắt nhận ra cái kia áo đen thân ảnh, không phải là cái kia dẫn đầu vượt qua nham tương hải hắc y nhân sao? Người kia tự nhiên liền là Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Ngay sau đó, mấy người khóe miệng có chút co lại là nhìn thấy Tiêu Phàm từ thi thể kia trên ngón tay gỡ xuống từng khỏa càn khôn giới. Làm bọn họ nhìn lại thời khắc, Tiêu Phàm đang quay đầu trông lại, hướng về phía bọn họ nhếch miệng cười một tiếng. Trên tay hắn còn đang nắm một khỏa chiếu lấp lánh tinh thể, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là một mai cổ thần cảnh thần cách. Nhìn bọn họ một cái, Tiêu Phàm liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên.
gia hỏa này vậy mà ở trộm càn khôn giới cùng thần cách. Kiếm tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Một thoáng thời gian, Vũ Văn Tiên thân hình khẽ động, trực tiếp xuyên qua màn sáng, tiến nhập quảng trường bên trong, một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ân, Tiêu Phàm vừa mới quay người, lại không nghĩ đến dĩ nhiên có người hướng về bản thân xuất thủ, một cỗ dữ tợn chi khí từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh, nghĩ đều không nghĩ, Tiêu Phàm đấm ra một quyền, bạo tạc tính chất một quyền tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, đón lấy Vũ Văn Tiên trưởng cương, trên mặt hắn hiện lên một vòng tà tà tiếu dung. Dưới một quyền này, Vũ Văn Tiên thân thể dĩ nhiên giống như đạn pháo một dạng hướng về hậu phương bay ngược mà ra, đôi mắt bên trong lóe qua một vòng vẻ không thể tin. Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng kiếm tử đám người vừa mới bước vào quảng trường, cũng nháy mắt bị một màn này gây kinh hãi. Vũ Văn Tiên thế nhưng là thập đại thiên tài đứng đầu a, không nói cổ thần cảnh dưới vô địch, vậy cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn lại bị cái kia hắc y nhân một quyền đánh bay, đây là như thế nào thực lực? Không biết tại sao, mấy người trong đầu nháy mắt lóe qua một trương khuôn mặt, chính là Tiêu Phàm lúc đầu dung mạo. Ở bọn họ nhìn đến, chỉ có Tiêu Phàm tên biến thái kia mới có thể có dạng này thực lực, bất quá bọn họ rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Trước mắt hắc y nhân bất luận là bề ngoài, hay là thần lực khí tức, đều cùng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt, cả hai không có khả năng là cùng một người. Người tốt nhất chớ chọc ta, Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Vũ Văn Tiên một cái, khinh thường phun ra mấy chữ. Hắn trong lòng cũng 10 phần không bình tĩnh, từ khi thôn vệ cái kia chạm lam sắc ngọc thạch sau đó, Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân lực lượng rốt cuộc lại mạnh lên, hơn nữa mạnh không phải nhất tinh nửa điểm. Để cho hắn nghi hoặc là, tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, hiện tại mặc dù không có đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn ở một cái nào đó chút phương diện, cũng đã đạt đến cổ thần cảnh cấp độ. Liền tựa như nhục thân, cùng linh hồn, đều tương đương với cổ thần cảnh cường giả, thậm chí so bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cường giả còn muốn cường đại mấy phần. Vũ Văn Tiên trùng điệp đập trên mặt đất, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt bên trong lóe qua vẻ tàn nhẫn, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm chém giết. Bất quá khi hắn nhìn thấy Long Phi Vũ bọn họ ở đây lúc, hắn hay là cưỡng ép nhịn được trong lòng lửa giận, tựa như không nghĩ bại lộ bản thân át chủ bài một dạng. Thả ngươi sống thêm 2 ngày, chỉ cần ngươi vẫn còn ở Long Đằng Phủ, ta liền muốn để ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Tiên khẽ cắn môi, trong lòng lạnh giọng nói. Ngươi không phục, Tiêu Phàm rất khó chịu Vũ Văn Tiên ánh mắt, sau đó nhìn về phía hắn trước người co quắp mềm ở trên mặt đất một cái lão giả, nói, nguyên lai như thế, lão nhân này có vẻ như là ngươi Thiên Đô Phủ a. Phải lại như thế nào? Vũ Văn Hầu coi là Tiêu Phàm là sợ Thiên Đô Phủ, tức khắc lạnh lẽo nói. Phải mà nói, vậy ta liền giết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lấy ra một chuôi trường kiếm, tùy ý vung lên. Cái kia cổ thần cảnh lão giả trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Hắn nguyên bản coi chính mình từ thần vương long hồn tự bạo phía dưới sống sót, liền có thể sống sót đi ra nơi đây, có thể hiện tại hắn dĩ nhiên chết ở một cái thiên thần cảnh tu sĩ trong tay, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Phốc phốc, hàn quang lấp lóe, một đạo máu tươi bắn ra, cái kia cổ thần cảnh lão giả mi tâm vỡ ra một đạo lỗ hồng, thân thể vỡ ra. Sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, chỉ có một khỏa thần cách lưu lại. Ngươi dám giết ta Thiên Đô Phủ người. Vũ Văn Hầu gầm thét một tiếng, hận không thể đem ra hỏa này tháo thành 8 khối. Cái kia Tiêu Phàm đáng giận cũng liền bình thường, cái này hắc y nhân dĩ nhiên so Tiêu Phàm còn muốn đáng giận, dám ngay trước bọn họ mặt giết hắn Thiên Đô Phủ trưởng lão. Giết liền là Thiên Đô Phủ người. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau đó từng bước một hướng về Vũ Văn Hầu đi đến. Hắn thanh âm không lớn, lại tựa như một chuôi lợi kiếm đồng dạng quét về phía Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tiên huynh đệ, bọn họ thân làm thiên chi kiêu tử, phóng tầm mắt thiên vũ vực, cũng không có mấy người dám dẫm ở bọn hắn trên đầu. Nhưng mà lần này Long Đằng Phủ chuyến đi, bọn họ lại bị ngược thương tích đầy mình, khẩu khí này, bọn họ vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Vũ Văn Tiên nắm chặt lại nắm đấm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mà Vũ Văn Hầu lại là lộ ra kinh hãi. Giờ phút này, một góc bên trong, máu me khắp người Huyền Diệp toàn thân khẽ run lên,
kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cúi đầu, tựa như sợ bị Tiêu Phàm phát hiện một dạng. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình, hướng về phía Vũ Văn Hầu nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, giết ngươi, quá không có tồn tại cảm giác. Vũ Văn Hầu tức giận kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, hắn đường đường thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, thậm chí ngay cả bị giết tư cách đều không có. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở một phương hướng khác, kiếm trong tay khoác lên một người khác trên cổ. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Vũ Văn Hầu thở dài một hơi, kéo căng thần kinh buông lỏng, tựa như ngay cả đứng đều đứng không vững. Ta nhớ kỹ, người trước đó thế nhưng là ước gì ta chết a. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem trước người thân ảnh, người kia không phải kẻ khác, chính là trước đó nhường Tiêu Phàm thăm dò nham tương hải Huyền Diệp. Hắn cùng với Huyền Diệp thế nhưng là lão đối đầu, lần này khó được có cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đây. Ta, Huyền Diệp toàn thân run rẩy dữ dội, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên nhanh như vậy bị trả thù, mấu chốt là hắn hiện tại liền hoàn thủ khí lực đều không có. Hít sâu một cái. Huyền Diệp lấy dũng khí nói, ta thế nhưng là Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, người muốn giết ta, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, trường kiếm cắt chém Huyền Diệp cổ, từng tia máu tươi chảy ra. Huyền Diệp bị Tiêu Phàm sát khí chấn nhiếp, toàn thân nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi có biết rõ, ta người này không sợ nhất, liền là uy hiếp. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Trong tay trường kiếm run lên. Những người khác chỉ thấy một đạo chớp lóe xẹt qua hư không, Huyền Diệp ánh mắt liền ngốc trệ tại đó, ngay sau đó phốc một tiếng, thân thể nổ tung, bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai đoạn. Nhìn thấy Tiêu Phàm giết người vẫn như cũ còn trên mặt tiếu dung, Long Phi Vũ bọn họ không khỏi dùng mình một cái, tựa như đối phương giết chết Huyền Diệp chỉ là bóp chết một con kiến một dạng. Thật mạnh sát tính, Long Phi Vũ mấy người không khỏi thất kinh nói. Lúc này, Tiêu Phàm con người đột nhiên chuyển hướng Long Tuyền, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái chiếc hộp màu đỏ. Cái này nhưng đem Long Phi Vũ giật nảy mình, hắn còn coi là Tiêu Phàm chuẩn bị giết hắn phụ thân đây, Long Phi Vũ vội vàng ngăn khuất Long Tuyền trước người. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm cũng không có đối với hắn động thủ, ngược lại đem chiếc hộp màu đỏ ném cho hắn, vật này, là ngươi Long gia. Lưu lại một câu. Tiêu Phàm liền hướng về nơi đến thông đạo đi đến, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ngoan nhân a, nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, kiếm tử bọn họ không khỏi thầm thở dài nói. Kiếm tử bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy, dám trắng trợn diệt sát Thiên Đô phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão người, mà Tiêu Phàm lại tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, đây không phải ngoan nhân lại là cái gì đâu. Thậm chí, mấy người phỏng đoán. Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không chỉ thiên thần cảnh, chỉ là cố ý ẩn tàng tu vi mà thôi. Buồn cười là, Huyền Diệp vậy mà còn khi dễ hắn nhỏ yếu, cố ý đi đắc tội hắn, cuối cùng dẫn đến bản thân bỏ mình. Long Phi Vũ nghi hoặc nhìn xem trong tay huyết sắc hạp tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Phi Vũ, hai người nhìn nhau, sau đó từ hai cái phương hướng bỗng nhiên thẳng hướng Long Phi Vũ. Long Phi Vũ hơi kinh hãi, nhưng mà, vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, kiếm tử cùng Thi Hoàng tử cũng đồng thời mà động, mục tiêu lại là Vũ Văn Tiên huynh đệ. Thi Hoàng tử, kiếm tử, các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Long Đằng Phủ thu hoạch tràn đầy, mà chúng ta lại tay không mà về sao? Vũ Văn Tiên phẫn nộ quát, liền không có quan hệ gì với ngươi, Thi Hoàng tử thần sắc lạnh lùng, xuất thủ không lưu tình chút nào. Ầm ầm, đột nhiên. Toàn bộ không gian bắt đầu run lẩy bẩy, quảng trường bắt đầu sụp đổ, cự thạch lăn xuống. Phi Vũ, đi, lúc này, Long Tuyền đi tới Long Phi Vũ bên người, không đợi Long Phi Vũ kịp phản ứng, hắn một cái tay nắm lấy Long Phi Vũ hướng trong thông đạo kích xạ mà đi. Những người khác nhìn thấy, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao mang theo thương thế, không muốn sống đồng dạng hướng ngoại giới bỏ chạy. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã vượt qua nham tương hải. Làm nghe được tiếng nổ kia lúc, hắn cũng không nhìn được về nhìn một cái, lại là phiến kia địa vực cũng đã bắt đầu sụp đổ lên, lập tức có lần lượt từng bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Bạch ma, đi mau! Tiêu Phàm vỗ vỗ dưới chân bạch ma, quát nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận.
Bạch Ma mười phần khó chịu gầm nhẹ một tiếng, bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ đạp ở trên lưng, đem hắn xem như tọa kỵ, kém chút nhường hắn phát cuồng. Hắn đường đường đại đế cấp tồn tại, lại bị người xem như tọa kỵ, có thể nào không giận. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, hắn cũng rất rõ ràng Tiêu Phàm thủ đoạn, nếu để cho Tiêu Phàm không hài lòng, kết quả là không may hay là chính hắn. Nghĩ tới cái này, Bạch Ma tốc độ đi đến cực hạn, chớp mắt liền biến mất ở nguyên chỗ. Làm đi tới nhập khẩu vị trí lúc, Tiêu Phàm lại là phát hiện cái kia truyền tống màn sáng đã xuất hiện, cũng không có phải chờ tới 24 canh giờ sau mới có thể xuất hiện, trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. May mắn chạy sớm, bằng không đoán chừng ta cũng muốn xui xẻo. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn hậu phương một cái, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà, sau đó không chút do dự xông vào truyền tống màn sáng bên trong. Hắn không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, tất cả những thứ này cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Hai ngày sau, Long gia phủ đệ chỗ sâu, Long Tuyền cùng Long Uyên bọn họ xếp bằng ở một tòa tiểu viện bên ngoài, để phòng nhìn xem tứ phương. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy Long Đằng phủ phủ chủ cùng đại trưởng lão tự mình thay người hộ pháp, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngang đột nhiên, tiểu viện bên trong, một đạo đáng sợ huyết quang khuấy động mà ra, cả tòa tiểu viện bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Chỉ có một đạo áo bào trắng thân ảnh ngồi xếp bằng ở hư không, quanh thân một đầu huyết long lượn lờ, cho người ta một loại động hồn phách người cảm giác. Long Tuyền cùng Long Uyên kích động nhìn xem đạo kia thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, tựa như sợ bỏ qua cái gì. Hô, đột nhiên, đạo kia áo bào trắng thân ảnh mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo huyết quang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắn trong con người có hai đầu huyết long nằm dài. Lúc này, Bạch bào thanh niên thu liếm khí tức, không chờ hắn mở miệng, Long Tuyền cùng Long Uyên cũng đã xông tới, Long Tuyền kích động hỏi, Phi Vũ, như thế nào? Là chân chính tiên tổ truyền thừa, Long Phi Vũ thần sắc hơi hơi kích động, còn có chút phức tạp, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lên Tiêu Phàm biến hóa cái kia hắc y nam tử. Hắn thực sự nghĩ không ra, hắc y nam tử vì sao sẽ đem tiên tổ truyền thừa cho hắn, phải biết, đây chính là đại đế truyền thừa a. Liền đại đế truyền thừa đều khinh thường chú ý, trên đời này thật có người như vậy sao? Nếu như không phải thân sinh kinh lịch, Long Phi Vũ cũng không dám tin tưởng dạng này sự tình. Là thật, Long Tuyền cùng Long Uyên hai người trong lòng vui vẻ, lập tức ngông cuồng cười ha hả, Long Uyên hưng phấn nói, ta Long gia canh gác mấy vạn năm, rốt cuộc phải quật khởi. Long Tuyền tiến lên áp chế trong lòng hưng phấn, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Phi Vũ, ngươi có thể nhận biết cái kia hắc y nhân. Hắn tại sao đem tiên tổ truyền thừa cho ngươi? Không quen biết, Long Phi Vũ mặc dù đối hắc y nhân thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ có thể lắc lắc đầu. Gia chủ, cái kia cao nhân tất nhiên không nghĩ bại lộ thân phận, chúng ta cũng không cần ngông cuồng ước đoán, chỉ cần đem phần ân tình này ghi chép trong lòng liền có thể, tương lai Long gia đằng phi sau đó, có cơ hội lại báo đáp. Long Uyên cười cười nói, lập tức lại ho nhẹ mấy tiếng. Hiển nhiên là hai ngày trước thương thế chưa từng khỏi hẳn. Nhị thúc, người thương thế như thế nào? Long Tuyền gật gật đầu, quan tâm hỏi. Không có việc gì, chút thương thế này, cùng tiên tổ truyền thừa so sánh lại tính cái gì đâu. Long Uyên lắc lắc đầu, sắc mặt đột nhiên hơi trầm xuống, nói, bất quá lần này cái khác bát phủ thập tam tông chết 40-50 cái cổ thần cảnh, bọn họ sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Long Phi Vũ cùng Long Tuyền nghe vậy, cũng lộ ra ngưng trọng. Long Đằng phủ tuy mạnh, hơn nữa có ngoại vi lạch trời bảo hộ, nhưng là không có khả năng ngạnh kháng 21 nhị lưu thế lực. Thiên Thi Tông cùng Thiên Lan Tông 6-7 cái thế lực, ta sớm đã bắt chuyện qua, về phần thế lực khác, vậy liền chỉ có thể đối mặt. Long Tuyền hít sâu một cái nói. Đáng tiếc cái kia thần vương Long Hồn, ngươi nếu là lấy được, thì sợ gì bọn họ. Khụ khụ Long Uyên lại ho ra không ít tơ máu. Trước chờ thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc nói sau đi, U Vân Phủ đều còn không hủy diệt, Lục gia không dám đối ta Long Đằng Phủ hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, bây giờ Thiên Võ Thần Sơn, vẫn như cũ không phải Lục gia độc đại. Long Tuyền híp híp hai mắt nói. Sau đó lại vỗ vỗ Long Phi Vũ bả vai nói, Phi Vũ, thiên thần bảng tranh đoạt tái, ngươi cũng không nên nhường ba ba thất vọng rồi. Yên tâm, ba ba. Long Phi Vũ gật gật đầu, một chỉ bắn ra. Hai đạo lưu quang phân biệt xuất vào Long Tuyền cùng Long Uyên mi tâm,
hai người trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Long Phi Vũ gật đầu, nói, đây là hai bộ thần điển, nhị gia gia cùng ba ba tranh thủ tiến thêm một bước. Long Tuyền cùng Long Uyên hít sâu một cái, gật gật đầu, trong mắt chán phóng khác thải quang mang. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, liền bắt đầu vì Bạch Ma hộ pháp, từ đầu đến cuối, Quân Nhược Hoan bọn họ đều không biết Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rời đi sự tình. Oanh, Tiêu Phàm trong phòng, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quân Nhược Hoan bọn họ nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm gian phòng, không biết vì sao. Bản đế rốt cục khôi phục cổ thần đỉnh phong, Bạch Ma duỗi một cái lưng mỏi, lộ ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hai ngày thời gian, Bạch Ma rốt cục thành công luyện hóa tám đạo cổ thần cảnh long hồn, khôi phục được cổ thần cảnh đỉnh phong, cho dù cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại ngươi, lại không biến trước người sách phía dưới, đối mặt Lục Kinh Long như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Hắn không biết Long gia xử lý như thế nào cái khác đông đảo thế lực cổ thần cảnh cường giả tử vong sự tình, nhưng hắn rất rõ ràng, việc này nếu tra được đầu hắn bên trên, đoán chừng cũng tránh không được một chút phiền phức. Mặt khác, thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, Lục Kinh Long, Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông 89 phần 10 sẽ giết hắn, hiện tại hắn, nhưng không có đầy đủ thực lực cùng cổ thần cảnh đỉnh phong liều mạng. Bản đế giết hắn như giết heo chó, Bạch Ma ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, gia hỏa này liền là ưa thích khoác lác, trước đó không giống kém chút lộn ở tám đạo huyết thần long long hồn hợp lực công kích phía dưới sao. Bất quá lại nói trở về, Bạch Ma vẫn còn có chút thực lực, chỉ cần thần vương cảnh không có xuất thủ, hắn hẳn là có thể bảo vệ bản thân an toàn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, vẫn là trước tham gia hôm nay thiên thần bảng tranh đoạt tái lại nói. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ hít sâu một cái nói. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu, chờ thiên thần bảng kết thúc sau đó, liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá cổ thần cảnh. Giờ thìn chưa tới, Long Đằng Phủ quảng trường bên trên cũng đã người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường, nơi này tụ tập vô số Long Đằng thiên thành tu sĩ, bọn họ đều là vì thiên thần bảng tranh đoạt tái mà đến. Ở trong sân rộng van xin, trưng bày 6 cái rộng mấy chục trượng lôi đài bốn phía hiện lên nhàn nhạt vầng sáng, ẩn ẩn có thần văn lưu chuyển. Lôi đài tứ phương, xây dựng đài cao, trên đài cũng đã ngồi đầy tu sĩ, đài cao phía trước nhất trưng bày từng trương bàn ghế, có thể ngồi ở chỗ này, chí ít đều là nhị lưu thế lực trưởng lão cùng thiên tài nhân vật. Bất quá giờ phút này, những cái bàn kia lại có vẻ hơi vắng vẻ, căn bản không người ngồi xuống. Chỉ là người nào cũng không có quan tâm giờ khắc này, ở bọn họ nhìn đến, những cái kia trưởng lão có lẽ là bởi vì bọn hắn vị trí thế lực không có tấn cấp vòng thứ ba. Cho nên chưa từng tham gia. Bọn họ không biết là, có một chút thế lực trưởng lão, thế nhưng là toàn diện ở cái kia lòng đất cung điện. Đều đã trễ thế này, các đại thế lực người thế nào còn chưa tới. Bây giờ còn sớm, lo lắng cái gì, ta ngược lại là đối cái này giới thiên thần bảng tranh đoạt tái ban thưởng cảm thấy hứng thú. Tin đồn vòng thứ hai tất cả mọi người đều có thể tiến vào thiên võ thần sơn tu luyện, thậm chí tiến vào ngàn năm mở ra một lần bách sát chiến trường. Cái này cũng không có gì a, dĩ vãng đều có dạng này ban thưởng, lần này, trước ba tên ban thưởng mới là thật phong phú, nghe nói hạng ba liền có thể ban thưởng một kiện cao giai thần binh, 100 vạn trung phẩm thần thạch. Đây coi là cái gì, hạng hai còn ban thưởng 300 vạn trung phẩm thần thạch đây, hơn nữa còn có khả năng bị thiên võ thần sơn đích truyền trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Người cái này cũng không tính là, đệ nhất danh ban thưởng mới là chân chính phong phú. Không những có thể được thiên võ thần sơn đích truyền trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, hơn nữa còn có thể lấy được ngàn vạn trung phẩm thần thạch, đương nhiên cái này cũng không tính cái gì, chủ yếu nhất là, thiên võ thần sơn sẽ ban thưởng một kiện pháp bảo. Pháp bảo, tê người trên quảng trường tiếng huyên náo, đều đang nghị luận khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái ban thưởng sự tình, làm nghe được pháp bảo hai chữ, lúc, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh. Pháp bảo. Đây chính là hàm chứa pháp tắc chi lực, có thể luyện chế ra pháp bảo người, chí ít cũng là thần vương cảnh cường giả, bởi vì chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, có thể nghĩ pháp bảo đáng ngưỡng mộ. Tiêu Phàm trước kia lấy được cái kia thông thiên thần huyết đài liền bởi vì hàm chứa một tia pháp tắc chi lực, mới có thể phong cấm một phương thiên địa, đủ để có thể thấy được pháp bảo cường hãn. Thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh liền có thể lấy được một kiện pháp bảo.
cái này ban thưởng xác thực không phải bình thường phong phú, đủ để cho một chút thiên thần cảnh đi liều mạng. À, cái kia không phải vòng thứ hai xếp hạng đệ nhất Tiêu Phàm sao? Đột nhiên, đoàn người kêu sợ hãi một tiếng, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm ở một đám tu sĩ bao vây bên trong đi tới. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, dạng này chàng diện hắn đã thấy rất nhiều. Đây chính là Tiêu Phàm A, U Vân Phủ một cái tam lưu thế lực tu sĩ, dĩ nhiên có thể lấy được vòng thứ hai đệ nhất danh, nếu để cho hắn lấy được vòng thứ ba đệ nhất danh, vậy coi như sáng tạo ghi lại. Làm sao có thể nhường hắn lấy được, kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh, không phải đều là thập đại thiên tài bên trong người vật A, một cái nho nhỏ U Vân Phủ tu sĩ, lại làm sao có thể lấy được đệ nhất danh, huống chi, bây giờ U Vân Phủ tùy thời đều có thể hủy diệt. Vậy cũng không nhất định, nếu là cái kia Tiêu Phàm thật chiếm được đệ nhất danh, Thiên Võ Thần Sơn cũng không thể nào để cho U Vân Phủ hủy diệt. Không sai, thiên sinh bảng tranh đoạt tái vốn liền là tài nguyên phân phối, nếu như U Vân Phủ tiến nhập trước ba mà bị hủy diệt, ngày đó Vũ Thần Sơn cũng liền lại không uy tín có thể nói. Rất nhiều người một mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, đương nhiên cũng có không ít người lộ ra vẻ khinh thường. Kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái, còn chưa bao giờ từng có dựng ngược đệ nhất thế lực tu sĩ lấy được đệ nhất danh, Tiêu Phàm lại làm sao có thể đánh vỡ ghi chép đây. Cũng không phải mọi người khinh thường Tiêu Phàm, mà là thập đại thiên tài cũng không phải ăn chay, nhất là Vũ Văn Tiên, thế nhưng là danh xưng ngàn năm khó ra tuyệt thế thiên tài. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không có nhìn ra Vũ Văn Tiên cường đại chỗ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể khinh thường Vũ Văn Tiên. Tiêu huynh đệ, ngồi bên này. Thanh Thương hướng về phía Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, một màn này, nhưng Thanh Minh bọn họ đều không hiểu kinh ngạc. Bọn họ không biết Thanh Thương đối Tiêu Phàm tại sao cung kính như thế, ba ngày này, chẳng lẽ lại phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Địa cung bên trong sự tình bọn họ xác thực không biết, nguyên bản ở cái kia thần vương long hồn tự bạo phía dưới, Thanh Thương là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thời điểm then chốt, lại là Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn. Tất cả tiến vào địa cung người, cũng chỉ có Thanh Thương biết rõ, cái kia lạ lẫm hắc y nhân là ai, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ bại lộ bản thân, cho nên về sau mới không mang theo Thanh Thương rời đi. Tiền bối không cần khách khí, Tiêu Phàm không thích ứng Thanh Thương thái độ, khẽ mỉm cười nói. Ở đám người nghi hoặc bên trong, Tiêu Phàm tùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống, bạch ma nằm sấp ở dưới chân hắn không nhúc nhích, chân như một đầu chó sù. Bạch ma khôi phục lại cổ thần cảnh đỉnh phong, tâm tình tốt đẹp, khó được nguyện ý nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Chờ đợi nửa ngày, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người thần sắc nghiêm một chút, cung kính nhìn phía xa. Đến giờ, Lục Kinh Long đứng lơ lửng trên không, đạm mạc liếc nhìn lấy toàn trường, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, ở trong địa cung chịu thiệt hại lớn, Lục Kinh Long trong lòng còn kìm nén một hơi. Dừng một chút. Lục Kinh Long tiếp tục nói, phía dưới, ta tuyên bố vòng thứ ba quy tắc tranh tài. Đám người rửa tai lắng nghe, nhất là người dự thi, sợ bỏ qua cái gì. Bất quá, cái này vòng thứ ba quy tắc tranh tài cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ áp dụng đào thải chế độ, dựa theo vòng thứ hai tiến giai sắp xếp, đệ nhất danh đối chiến hạng 22, hạng 2 đối chiến hạng 21, cứ thế mà suy ra. Vòng thứ nhất hết thảy tấn cấp 11 người. Bởi vì là số lẻ, cho nên hạng 6 luân không, đệ nhất danh đối chiến xếp hạng 11, hạng 2 đối chiến hạng 10, đồng dạng cứ thế mà suy ra, bởi vậy trận thứ 2 chỉ có 5 trận chiến đấu. Sau đó, vòng thứ 2 tiến giai 6 người, cũng đồng dạng như thế. Cuối cùng 3 người không còn áp dụng đào thải chế độ, mà là tích phân chế độ, thắng được một trận tính một cái tích phân, bại một trận giảm một cái tích phân, hơn nữa nhất định phải phân ra thắng bại. Quyết định trước ba tên. Hạng 4 đến hạng 6, thì là từ vòng thứ 3 đào thải nhân tuyển ra, mà hạng 5 đến xếp hạng 11, đồng dạng từ vòng thứ 2 đào thải người bên trong tuyển ra, cứ thế mà suy ra. Tất cả tiến vào vòng thứ 3 tranh tài người, đều sẽ lấy được tương ứng thứ tự, dùng cái này xác nhận đối ứng người vị trí thế lực bài danh, dùng để một lần nữa phân phối thiên vũ vực tu luyện tư nguyên. Nếu là cùng một cái thế lực có hai cái cực kỳ trở lên người tấn cấp vòng thứ ba, thì thôi thành tích tốt nhất người xác định sở thuộc thế lực thứ tự. Sau nửa ngày, Lục Kinh Long mới đem quy tắc giải thích hoàn tất, u lãnh con người đảo qua toàn trường, ở Tiêu Phàm trên người nhiều dừng lại mấy giây, quát khẽ nói,
vừa lên sinh tử đài, sinh tử chớ luận, hiện tại, vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tu sĩ căng cứng dây cung rốt cục buông lỏng ra, cùng lúc đó, một cái hắc bào lão giả lách mình mà ra, vững vàng rơi vào số 1 lôi đài phía trên. Trận đầu, số 1 cùng số 22 ra sân. Hắc bào lão giả nhàn nhạt nhìn xem bốn phía tu sĩ, quát khẽ. Hắc bào lão giả thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, lách mình liền rơi vào số 1 lôi đài phía trên, sau đó, hắn con người nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa Mạc Lâm. U Vân Phủ mặc dù chiếm được 4 cái tư cách lệnh, nhưng ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Thanh Minh bọn họ 3 người đều bài danh dựa vào sau, Mạc Lâm cùng Vũ Nhu Tiên Tử càng là bài danh dựng ngược đệ nhất. Mạc Lâm nhìn xem hăng hái Tiêu Phàm, lộ ra đắng chát tiếu dung. Hét to nói, ta nhận thua. Nhận thua, đoàn người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến trận đầu tranh tài thì có người nhận thua, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mạc Lâm vị trí địa phương, chính là vừa mới Tiêu Phàm bay lên địa phương lúc, cũng liền bình thường trở lại, bọn họ đều là cùng một cái thế lực người, tự nhiên không tất yếu tự giết lẫn nhau. Số 22 nhận thua, này trận tranh tài, số 1 tấn cấp. Hắc bào lão giả thần tình lạnh nhạt, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Làm Tiêu Phàm rơi vào dưới đài thời khắc, hắc bào lão giả tiếp tục nói, cho mời số 2 cùng 21 kêu ra sân. Vũ Nhu, nhận thua. Thanh Minh nắm chặt Vũ Nhu tiên tử ngọc thủ, hít sâu một cái nói, dư quang lại là nhìn về phía nơi xa đã xuất hiện ở lôi đài bên trên mới Vũ Văn Tiên. Vũ Nhu tiên tử đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Chẳng lẽ bản thân liền cùng Vũ Văn Tiên giao thủ tư cách đều không có sao? Thật lâu, Vũ Nhu tiên tử khẽ cắn môi, nói ta nhận thua. Nàng mặc dù không cam lòng, nhưng nàng rất rõ ràng mình cùng Vũ Văn Tiên ở giữa chênh lệch, vì không cho Thanh Minh lo lắng, nàng vẫn là lựa chọn nhận thua. Biết rõ không phải đối thủ, đi lên chịu chết, ta không cho rằng nhận thua có bao nhiêu đáng xấu hổ. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Không phải hắn xem thường Vũ Nhu tiên tử, lấy Vũ Văn Tiên thực lực, giết chết nàng cơ bản chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Vũ Nhu tiên tử cắn đôi môi, cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. U Vân Phủ, đều là thứ hèn nhát sao? Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ vị trí. U Vân Phủ, liên tục nhận thua 2 trận, theo ta thấy, các ngươi còn không bằng không được đến tư cách lệnh. Thực sự là mất hết thế hệ chúng ta tu sĩ mặt. Nào chỉ là thứ hèn nhát, theo ta thấy, U Vân Phủ đơn giản liền là lại kéo Thiên Vũ vực chân sau, đã sớm không nên tồn tại. Ha ha, có lẽ không cần bao lâu, U Vân Phủ xác thực sẽ không tồn tại. Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông không ít tu sĩ không kiêng nể gì cả mở miệng trào phúng lên, Thanh Minh, Mạc Lâm cùng Vũ Nhu tiên tử không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọ nguậy. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc như thường, điểm ấy tiểu hoa chiêu, đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiếp xuống mấy trận tranh tài, ngược lại là không có người đầu hàng, bài danh đệ tam Vũ Văn Hầu chém dụng hạng 20 Hạc Hàn một cánh tay tiến giai, Hạc Hàn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rời sân. Bài danh đệ tứ thi hoàng tử, đệ ngũ Long Phi Vũ cùng đệ lục kiếm cũng không có chút nào nghi vấn tấn cấp vòng tiếp theo. 6 người đứng đầu. Cơ bản không có bất luận cái gì hồi hộp, dù sao, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác có thể đều là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Đồng dạng, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cũng không có nhiều hắc mã như vậy. Trận thứ 7 Long Ngữ Yên chiến đấu nửa chén trà nhỏ thời gian, cầm xuống một trận thắng lợi, thắng không được nhẹ nhõm, nhưng là không khó. Mà để bắt Nguyệt Ngưng tiên tử chỉ một chiêu, vậy mà liền đánh bại đối thủ. Điều này cũng làm cho đám người lau mắt mà nhìn. Về phần đệ cửu Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh, cũng đồng dạng là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, bọn họ xuất thủ dị thường hung mãnh, đối thủ mặc dù không có bị giết chết, nhưng là thụ thương thảm trọng. Mà bọn họ hai người, vẻn vẹn ra một chiêu mà thôi, cái này cũng làm cho Tiêu Phàm nhìn nhiều mấy lần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vô cùng có khả năng cùng bọn họ hai người bên trong một cái giao thủ. Phía trước 10 trận tranh tài, cơ hồ là một mảnh ngã, cơ bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Để cho người ngoài ý muốn là, thứ 11 trận tranh tài, lại là Thanh Minh thắng được, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra đắng chát tiếu dung, hắn không nghĩ đến,
bản thân còn phải đối mặt U Vân phủ người. Vòng thứ nhất qua đi, trước 11 tên danh sách xác nhận, ngoại trừ Thanh Minh cùng Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác tấn cấp sớm liền ở đám người dự kiến bên trong. Nghỉ ngơi nửa canh giờ sau, bắt đầu tiến hành vòng thứ hai tranh tài, vòng thứ hai chia làm hai cái lôi đài, trước 11 tên cùng sau 11 tên tranh tài đồng thời tiến hành. Bất quá, đại bộ phận ánh mắt, vẫn như cũ tề tụ ở số 1 lôi đài, nơi này chiến đấu mới là đặc sắc nhất. Làm lão giả tuyên bố Tiêu Phàm cùng Thanh Minh danh tự sau đó, đoàn người đều lộ ra vẻ quái dị. Tiêu huynh, còn mời không muốn thủ hạ lưu tình, cũng tốt để cho ta minh bạch, ta với ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Thanh Minh hít sâu một cái, nhìn xem đối diện Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn vẫn là tương đối thưởng thức Thanh Minh ngông nghênh, khi hắn làm ra một cái mời thủ thế sau, Thanh Minh đột nhiên động. Phong Minh, một tiếng quát nhẹ vang lên. Thanh Minh tấn mãnh như điện, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, trong tay trường kiếm hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Phốc, trường kiếm nhập thể thanh âm vang lên, Thanh Minh trợn to hai mắt, hắn không biết Tiêu Phàm tại sao không tránh né, hắn đang nghĩ thu hồi trường kiếm thời khắc, sau lưng một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Người tốc độ vẫn là quá chậm, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Thanh Minh sau lưng, một trường hướng về phía trước chém giết mà ra. Xuất trưởng như gió như điện, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Thanh Minh phản ứng cực nhanh, mũi chân ở hư không một chút, cả người bỗng lộn mèo, một kiếm hướng về sau lưng đâm tới. Bang, một tiếng kim loại va chạm vang lên, Thanh Minh con người hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm, lại bị Tiêu Phàm duỗi ra hai cái ngón tay kẹp lấy, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều khó có thể dung chuyển mảy may. Cái gì hậu thiên thần thông, cái gì tiên thiên thần thông, ở trước mặt Tiêu Phàm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta thua rồi, Thanh Minh hít sâu một cái, trong mắt đều là vẻ mất mát, đồng giai tu vi, ở trước mặt Tiêu Phàm hắn căn bản không có phản kháng lực lượng, cái này chênh lệch, cũng không phải đồng dạng lớn. Ngươi cũng đã rất tốt, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn hiện tại tình huống hết sức đặc thù. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn chiến lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn cổ thần cảnh trung kỳ, ở đi qua trạm lam sắc mệnh thạch cải tạo sau, hắn nhục thân càng là đạt đến một cái cực hạn. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là cuồng vọng a, Thanh Minh thực lực có thể so với thập đại thiên tài, dĩ nhiên chỉ là không sai. Nói thì nói như thế, bất quá lại nói trở về, hắn thực lực xác thực rất mạnh, Thanh Minh ở tại trước mặt. Liền tựa như tiểu hài cùng đại nhân một dạng. Ta hay là cho rằng hắn không thể nào là Vũ Văn Tiên cùng thiếu chủ đối thủ, các ngươi cho rằng Vũ Văn Tiên cùng thiếu chủ đánh bại Thanh Minh rất khó sao? Đoàn người rất khó chịu Tiêu Phàm cuồng vọng, âm thầm lắc lắc đầu, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm chỉ bất quá là lòe người mà thôi. Huống chi, Tiêu Phàm đánh bại vẫn là tự mình U Vân phủ tu sĩ, càng không bị bọn họ để ở trong mắt. Một nhóm không biết mùi vị đồ vật. Thanh Minh nghe được bốn phía nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Kẻ khác không biết Tiêu Phàm cường đại, nhưng hắn Thanh Minh thế nhưng là bản thân trải nghiệm a, hắn căn bản không có giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả tiên thiên thần thông đô thi triển ra đến. Có thể căn bản không làm gì được Tiêu Phàm mảy may, ở trong mắt Thanh Minh, cho dù Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ đều không so được. Cùng một nhóm không biết mùi vị đồ vật tranh luận cái gì đâu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Buông ra trong tay trường kiếm, hai tay ôm ngực, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra vô tận phong mang. Thụ giáo, Thanh Minh hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ, lách mình liền xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Này trận tranh tài, Tiêu Phàm thắng. Hắc bào lão giả híp híp hai mắt, tuyên bố trận này kết quả tranh tài, trong lòng lại là hơi hơi trầm xuống, nhìn đến, Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ gặp gỡ đối thủ a. Tiêu Phàm đánh bại Thanh Minh. Trong lòng hiện không nổi một chút gợn sóng, đối thủ của hắn, đã sớm không phải Thanh Minh, mà là thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Thanh Minh đều là đang hắn dưới sự chỉ điểm, mới khó khăn lắm bước vào thập đại thiên tài hàng ngũ, lại làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đây. Vũ Văn Tiên, Liễu Cuồng sinh ra sân, Hắc Bào lão giả lần nữa nhìn về phía dưới trận nói. Hô hô, vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Vũ Văn Tiên một bộ áo bào trắng trắng hơn tuyết, siêu phàm xuất trần, không nhiễm một tia khói lửa.
Đối diện Liễu Cuồng Sinh lại là hoàn toàn tương phản, trên người hắn đao mang bắn ra bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, chán phóng vô tận đao khí, trong mắt càng là lóe qua nồng đậm chiến ý. Vũ Văn Huynh, đắc tội. Liễu Cuồng Sinh phun ra một câu, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi kim sắc trường đao hướng lên trời, từng đạo tấm lụa lấy hắn làm trung tâm bắn ra bốn phía mà ra. Đầy trời đao mang toàn bộ đều tập trung vào Vũ Văn Tiên, giống như vạn phong về tổ đồng dạng, cuồng bá lực lượng liên tràng dưới tất cả mọi người cảm thụ có chút hãi hùng khiếp vía. Không hổ là thập đại thiên tài, bậc này khí thế, quá đáng sợ. Có người âm thầm lên tiếng kinh hô, bọn họ muốn thấy được, Vũ Văn Tiên như thế nào đối mặt Liễu Cuồng Sinh công kích. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Vũ Văn Tiên căn bản bất phi sở động, tựa như cái kia đầy trời đao mang châm đối không phải hắn một dạng. Mắt thấy vô cùng vô tận đao mang tới gần thời khắc, tất cả mọi người đều cho Vũ Văn Tiên bóp một cái mồ hôi lạnh, Liễu Cuồng Sinh dù sao cũng là thập đại thiên tài bên trong xếp hạng đệ lục cường giả, há lại có thể như thế khinh thị. Sự thật chứng minh, đoàn người vẫn là đánh giá quá thấp Vũ Văn Tiên thực lực, coi như rất nhiều người coi là Vũ Văn Tiên sẽ bị cái kia đao mang chém giết thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, Vũ Văn Tiên bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Quanh thân ước vạn điểm sáng phù hiện, giống như vô số tinh thần chập chờn, lấy hắn làm trung tâm, hư không đều biến vặn vẹo. Càng thêm quỷ dị là, cái kia vô số đao mang, dĩ nhiên đứng tại hư không, rốt cuộc khó có thể tới gần mảy may, dường như thời không dừng lại một dạng. Cự ly Vũ Văn Tiên gần nhất đao mang, chỉ kém một tấc không đến liền có thể xé nát hắn y phục, đủ để có thể thấy được Vũ Văn Tiên lực khống chế đáng sợ. Giết, Liễu Cuồng Sinh ngửa mặt lên trời gầm thét, quanh thân thần lực quay cuồng, trường đao bộc phát vô lượng kim quang, ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện một đạo mấy chục trượng dài đao mang. Quanh một tiếng nổ vang, Liễu Cuồng Sinh trường đao nổi giận chém mà xuống, một đường thế như trẻ tre, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều xé nát một dạng. Đao mang đánh đâu thắng đó, uy thế nhất thời có một không hai, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi lạnh, uy thế cỡ này. Cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng không gì hơn cái này a. Đang lúc mọi người muốn thấy được Vũ Văn Tiên như thế nào ngăn cản một kích này lúc, lại là nhìn thấy Vũ Văn Tiên đột nhiên nâng lên tay phải, ở hắn trong bàn tay, hiện lên từng đạo huyền diệu quang mang. Chẳng lẽ hắn nghĩ tay không đón lấy một đao kia? Đừng nói Vũ Văn Tiên chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, coi như là cổ thần cảnh hậu kỳ, cũng chưa hẳn có thể làm được a. Liễu Cuồng Sinh thần sắc cứng lại. Trong lòng phẫn nộ thời khắc, Vũ Văn Tiên cử động, đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Mặc dù ở trên vô thần phong, Liễu Cuồng Sinh cùng Vũ Văn Tiên đồng minh, nhưng cũng không đại biểu hắn Liễu Cuồng Sinh ở trước mặt Vũ Văn Tiên muốn ăn nói khép nép, hắn cũng đồng dạng không có khả năng từ bỏ tấn cấp cơ hội. Đều là thập đại thiên tài, hắn cho tới bây giờ không cho rằng bản thân so Vũ Văn Tiên kém, nếu là thua với Vũ Văn Tiên, hắn khả năng liền vô duyên với 6 người đứng đầu. Nghĩ tới cái này, Liễu Cuồng Sinh cơ hồ dùng hết toàn lực, đao khí càng thêm hừng hực mấy phần. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên thần sắc bất động, vẫn như cũ chậm rãi nâng lên hắn tay phải, chụp vào cái kia đao hà, hắn quanh thân, phù hiện đầy trời quang vũ, giống như thần linh hạ phàm. Bang, một tiếng bén nhọn nổ vang, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, Vũ Văn Tiên tay phải đi qua, cái kia đao hà nhao nhao vỡ nát, tựa như hào nhoáng bên ngoài. Làm sao sẽ, Liễu Cuồng Sinh trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Tiên. Răng rác, không chờ hắn phản ứng, Vũ Văn Tiên tay phải cũng đã giữ lại trong tay hắn trường đao, tay phải bỗng chán phóng sáng chói quang mang, hóa thành một cái móng vuốt hung hăng bóp. Răng rác một tiếng, Liễu Cuồng Sinh trong tay trường đao, dĩ nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rạn. Phốc, Liễu Cuồng Sinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch đến cực điểm, nhìn về phía Vũ Văn Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì thần thông, dĩ nhiên như thế bá đạo, liền cao giai thần binh đều tiếp nhận không được hắn một trảo lực lượng. Đoàn người lên tiếng kinh hô, trên mặt kinh hãi kinh hãi. Bọn họ biết rõ Vũ Văn Tiên rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh quá đáng sợ, Liễu Cuồng Sinh cùng hắn hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Ta liền nói, Tiêu Phàm không bằng Vũ Văn Tiên. Liền Liễu Cuồng Sinh đều dễ dàng như thế đánh bại, Tiêu Phàm lại thế nào so sánh với hắn đây? Quá mạnh,
không hổ là chín phủ 13 tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, đoán chừng Thiên Võ Thần Sơn tuyệt thế thiên tài cũng không gì hơn cái này a. Đáng tiếc Liễu Cuồng Sinh, dĩ nhiên gặp được Vũ Văn Tiên, bằng không, hắn tiến giai top 6 hy vọng rất lớn. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối Vũ Văn Tiên kính sợ, cái gì Tiêu Phàm, cũng là bị bọn họ giáng chức một văn không đáng. Bất quá, rất nhiều người lại là nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiên tay phải, tựa như nhìn ra cái gì. Tinh thần thủ, chẳng lẽ hắn thực sự là trong truyền thuyết cái kia thể chất? Long Phi Vũ híp híp hai mắt, trong lòng 10 phần không bình tĩnh, hắn phát hiện bản thân quá coi thường Vũ Văn Tiên. Tinh thần thủ, đây chính là trong truyền thuyết loại kia thể chất mới có thể thức tỉnh tiên thiên thần thông a, nếu như Vũ Văn Tiên thật có như thế thể chất mà nói, hắn Long Phi Vũ cũng chưa hẳn là Vũ Văn Tiên đối thủ. Quả nhiên là tinh thần thủ, Tiêu Phàm vị trí, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, trong thần sắc lóe qua nồng đậm kiêng dè. Vừa mới đó là tinh thần thủ, Thanh Minh cũng lộ ra vẻ không thể tin, thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, bất quá trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng, trầm ngâm nói, nhìn đến, Vũ Văn Tiên trước đó cùng ta giao thủ, vẫn luôn không thi triển toàn lực a, có ý tứ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận Vũ Văn Tiên cường đại, thân làm đệ nhất thiên tài hắn, thực lực xác thực đáng sợ. Tiểu tử, người gặp gỡ đối thủ, chớ để cho ngược quá thảm. Bạch Ma lười biếng thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên, bắt được cơ hội, hắn tự nhiên là không lưu tình chút nào đả kích Tiêu Phàm. Người bại, Vũ Văn Tiên lạnh lùng vô tình, ánh mắt hữu ý vô ý chuyển hướng bên ngoài sân Tiêu Phàm cùng Long Phi Vũ bọn họ, trong mắt sát quang lấp lóe. Hắn chiêu này, không chỉ là muốn đánh bại Liễu Cuồng Sinh, cũng đồng dạng là ở hướng Tiêu Phàm cùng Long Phi Vũ bọn họ thị uy. Ta thua rồi, không, ta không bại. Liễu Cuồng Sinh toàn thân run lên, tựa như không nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật đồng dạng, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo giết sạch. Chết, hắn đột nhiên buông ra trong tay trường đao, lấy tay hóa đao, thẳng đến Vũ Văn Tiên mi tâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn tay phải đột nhiên lượn vòng, chế trụ Liễu Cuồng Sinh trường đao, dùng sức bóp, xương cốt phá toái thanh âm vang lên. A Liễu Cuồng Sinh kêu thảm một tiếng, trong mắt màu đỏ tươi chậm rãi thối lui, con ngươi kịch liệt run rẩy. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên lần này lại không có buông tha hắn dự định, cái kia nở rộ lấy quang mang bàn tay, đột nhiên giữ lại Liễu Cuồng Sinh cổ. Thủ hạ lưu tình, một đạo hét lớn vang lên. Nguyên bản ngươi có thể không cần chết. Vũ Văn Tiên căn bản không có để ý tới thanh âm kia, ngược lại lạnh lùng phun ra một câu. Lập tức tay phải nhất chuyển, Liễu Cuồng Sinh đầu đột nhiên nghiêng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi, một cái hô hấp không đến, liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Chết, đoàn người nhìn thấy không khỏi hít một hơi lạnh, Liễu Cuồng Sinh không phải Vũ Văn Tiên đồng minh a. Làm sao bị Vũ Văn Tiên giết chết? Toàn trường tu sĩ một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều lộ ra rung động, kinh ngạc nhìn chằm chằm số một lôi đài. Đây chính là thập đại thiên tài một trong Liễu Cuồng Sinh a, lại bị Vũ Văn Tiên dễ dàng như thế liền chém giết. Đều là thập đại thiên tài, cái này chênh lệch cũng quá lớn a. Mọi người cảm giác có chút ngạt thở, cho dù thế hệ trước tu sĩ đều mí mắt cuồng loạn, Vũ Văn Tiên thực lực triệt để chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Vũ Văn Tiên, thật không phải bình thường cường thế a, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, bá đao môn lại là thảm rồi, Liễu Cuồng Sinh chết, đoán chừng nghĩ tiến vào top 10 đều không thể nào. Người nào nói không phải đây, người chết là sẽ không tiến vào bài danh, muốn trách cũng chỉ có thể trách Liễu Cuồng Sinh bản thân, hắn quá tự cho là đúng, Vũ Văn Tiên nguyên bản không muốn giết hắn, là hắn dẫn đầu động sát tâm. Ta nhớ ghi bá đao môn cùng thiên đô phủ đều là phụ thuộc Thiên Võ Thần Sơn lục gia a, Vũ Văn Tiên vì sao muốn giết Liễu Cuồng Sinh đây? Thật lâu, đoàn người mới lấy lại tinh thần, hiện trường cũng triệt để sôi trào, ai cũng không nghĩ đến, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên công nhiên giết Liễu Cuồng Sinh. Rất nhiều người càng là nghĩ không ra, thiên đô phủ cùng bá đao môn vốn là đồng minh, vì sao muốn tự giết lẫn nhau đây? Chẳng lẽ là Vũ Văn Tiên muốn hướng thế nhân chứng minh hắn thực lực sao? Cái này có lẽ là một cái khả năng, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu nguyên nhân, mặc cho mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ. Vũ Văn Tiên,
ngươi dám giết ta Bá Đao Môn thiếu chủ. Bá Đao Môn một vị trưởng lão lên cơn giận dữ nhìn xem Vũ Văn Tiên, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Hắn muốn giết ta, ta giết hắn lại có làm sao không có thể. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt đáp lại, liền Bá Đao Môn trưởng lão đều không chỗ nào cố kỵ. Ngươi, Bá Đao Môn trưởng lão nhe răng trợn mắt, thế nhưng là lại không thể làm gì, hiện tại nhưng là đang tiến hành thiên thần bảng tranh đoạt tái, hắn không dám tự tiện xuất thủ. Ta vì sao muốn giết hắn, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Vũ Văn Tiên lạnh lùng quét Bá Đao Môn trưởng lão một cái, lách mình liền hướng lấy dưới đài bay đi, một cái thiên đô phủ trưởng lão tiếp ứng hắn, thần sắc vô cùng đạm mạc. Bá Đao Môn trưởng lão mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ bị phát hiện. Này trận tranh tài, Vũ Văn Tiên thắng. Hắc bào lão giả hít sâu một cái, hắn cũng có chút xem không hiểu Vũ Văn Tiên ý tứ, kế tiếp, Vũ Văn Hầu đối chiến Quý Xuyên. Lúc này, Liễu Cuồng Sinh thi thể bị Bá Đao Môn trưởng lão mang đi, chốc lát sau đó, Vũ Văn Hầu cùng Quý Xuyên xuất hiện ở số một lôi đài phía trên, Quý Xuyên nhìn xem Liễu Cuồng Sinh thi thể bị nhấc xuống dưới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cùng với Liễu Cuồng Sinh một dạng, mỗi lần đều là không chút do dự đứng ở Thiên Đô Phủ một phương, dù là trước đó Vũ Văn Tiên từ bọn họ cũng không có oán hận. Có thể hiện tại, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên giết Liễu Cuồng Sinh, cái kia kế tiếp có phải hay không sẽ đến phiên bản thân đây? Quý Xuyên, thập đại thiên tài bảng, người bài danh đệ cửu, ta bài danh đệ thất, người không phải ta đối thủ. Vũ Văn Hầu bá đạo thanh âm đem Quý Xuyên suy nghĩ kéo trở về. Quý Xuyên khẽ nhíu mày một cái đầu, ngưng tiếng nói, Thiên Đô Phủ có Vũ Văn Tiên tấn cấp đã đủ, người tấn không được tấn cấp đều không có quá nhiều giá trị a. Quý Xuyên mà nói xác thực không sai, mỗi một cái thế lực, vô luận người có bao nhiêu người tiến vào vòng thứ ba, cuối cùng đều chỉ sẽ dựa theo cao nhất thứ tự đến bài danh. Vũ Văn Hầu tuy mạnh, nhưng căn bản không thể nào là Vũ Văn Tiên đối thủ, bình thường tới nói, hắn tấn không được tấn cấp cũng không đáng kể. Đương nhiên, Quý Xuyên lời nói bên trong còn có một cái khác nặng ý tứ, kia chính là chúng ta vốn liền là đồng minh, người Vũ Văn Hầu không tất yếu cùng ta đánh đánh giết giết. Như thế nhìn đến, ngươi là nghĩ ở trước mặt ta chứng minh ngươi bản thân rồi. Vũ Văn Hầu thần sắc đạm mạc, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bút, ở hư không cua múa. Đầy trời thần văn lưu chuyển, bỗng nhiên phô thiên cái địa hướng về Quý Xuyên bao phủ tới, hư không nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng Quý Xuyên lại cảm nhận được một cỗ áp bách khí tức. Hư không chi thuật, Quý Xuyên híp híp hai mắt, thân hình nhanh chóng thối lui, nháy mắt thối lui ra khỏi thần văn vây quanh, xuất hiện ở Vũ Văn Hầu đỉnh đầu. Ầm ầm, cuồn cuộn từ Quý Xuyên trên người bộc phát ra, bao phủ toàn bộ lôi đài, chốc lát thời điểm, mảnh này hư không liền hóa thành hỏa hải. Cổ hỏa, đoàn người nhìn thấy, mãnh kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Quý Xuyên. Quý Xuyên chỉ là thập đại thiên tài xếp hạng đệ cửu mà thôi, có thể đám người không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên nắm giữ một loại cổ hỏa, cái này ẩn tàng thật đúng là không phải bình thường sâu. Vũ Văn Hầu sắc mặt hơi hơi biến đổi, giữ tợn nhìn xem Quý Xuyên nói, người dĩ nhiên một mực ẩn tàng thực lực. Người không phải cũng là sao? Quý Xuyên thần sắc đạm mạc, phía trước hai vòng tranh tài, hắn vẫn không có thi triển cổ hỏa lực lượng, liền là lại chờ lấy lần này vòng tranh tài. Đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Tất nhiên Vũ Văn Hầu không cho hắn mặt mũi, Quý Xuyên chỗ nào còn sẽ đem hắn để ở trong mắt, đồng minh là đồng minh, nhưng tông môn lợi ích cũng không thể không để ý. Phốc phốc phốc, những thần văn kia bị cổ hỏa nung khô, toàn bộ đều bạo tán mà ra, ngập trời hỏa diễm càng là hóa thành vô số hỏa diễm mãnh thú nhào về phía Vũ Văn Hầu, chỉ có hậu phương lưu lại một con đường lùi. Vũ Văn Hầu sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe qua nồng đậm không cam lòng, mũi chân điểm một cái, thân thể tựa như tia chớp, dọc theo đầu kia lui lắp phi ra, lần nữa xuất hiện, đã là ở lôi đài bên ngoài. Vũ Văn Hầu dĩ nhiên bại, đoàn người lộ ra kinh ngạc, phải biết, Vũ Văn Hầu bài danh vẫn còn ở Quý Xuyên trước đó a. Đa tạ, Quý Xuyên cười nhạt một tiếng, trận này thắng được, khả năng liền đại biểu sau lưng của hắn Viêm Hải Tông bước vào 6 người đứng đầu. Có thể nói sáng tạo ra Viêm Hải Tông lịch sử ghi chép. Hừ, Vũ Văn Hầu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không phải đẹp mắt, trong lòng lạnh lẽo nói, nếu như không phải gãy một cánh tay, ta sao lại để ngươi thắng được, đều do cái kia Tiêu Phàm, ta nhất định muốn giết hắn.
Tiêu Phàm lại là không biết, Vũ Văn Hầu lại đem hắn cho hận lên. Lúc này, Hắc Bào lão giả tuyên bố Quý Xuyên thắng được, trận thứ tư tranh tài, thì hoàng tử đối chiến Nguyệt Ngưng tiên tử. Người đi xuống đi, ta không muốn tổn thương nữ nhân. Thì hoàng tử lạnh lùng phun ra một câu, lời nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hắn thân làm thập đại thiên tài đệ tam, mà Nguyệt Ngưng tiên tử thì là thập đại thiên tài thứ năm, dựa theo bài danh tới nói, hai người chênh lệch hẳn là không lớn. Nhưng là thì hoàng tử tự tin, lại là nhường đám người kinh ngạc không thôi. Nguyệt Ngưng tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, cắn cắn bờ môi, lắc lắc đầu nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi. Ngươi không có, thì hoàng tử nhàn nhạt phun ra ba chữ, lập tức trên người trán phóng đáng sợ khí thế, quanh thân càng là hắc khí quay cuồng, hắn một quyền nổ tung mà ra. Nguyệt Ngưng tiên tử không nghĩ đến thì hoàng tử dĩ nhiên thế công như thế hung mãnh, một kiếm nghênh đón, nhưng mà, thì hoàng tử tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền cũng đã đi tới phụ cận. Bang, cái kia bá đạo quyền cương dĩ nhiên trực tiếp nện ở Nguyệt Ngưng tiên tử trường kiếm phía trên, Nguyệt Ngưng tiên tử chỉ cảm giác cánh tay tê dại một hồi, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra, một cái hô hấp thời gian liền bay ra lôi đài, rơi đập trên mặt đất. Bại trong chớp mắt, làm sao có thể, Nguyệt Ngưng tiên tử trong mắt đều là vẻ khó tin, nàng không nghĩ tới thì hoàng tử cường hãn như vậy. Không nói là hắn, đoàn người cũng không nghĩ đến thì hoàng tử cường hãn như vậy, chỉ có Tiêu Phàm rõ ràng, thì hoàng tử hiện tại cũng đã có thể thi triển toàn bộ thực lực, Nguyệt Ngưng tiên tử tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Ta nói, ta không muốn tổn thương ngươi, thì hoàng tử thản nhiên nói, mũi chân điểm một cái, hướng về khán đài bên trên bay đi. Này trận tranh tài, thì hoàng tử thắng. Hắc Bào lão giả nhìn qua thì hoàng tử bóng lưng, một trận thất thần, hắn phát hiện, đám người này một cái so với một cái biến thái. Trận thứ 5 tranh tài, lại là Long Phi Vũ cùng Long Ngữ Yên, hai người đều là Long Đằng phủ người, hơn nữa còn là thân huynh muội, căn bản liền không có chiến đấu giá trị. Cuối cùng, trận thứ 5 tranh tài lấy Long Ngữ Yên chủ động nhận thua mà kết thúc, tăng thêm luân không tấn cấp kiếm tử, 6 người đứng đầu danh sách ra lò, cái kia chính là Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên, Quý Xuyên, Thi Hoàng Tử, Long Phi Vũ, kiếm tử. Trước 6 người danh sách, mọi người đã sớm đoán được một chút, nhưng vẫn như cũ có ít người cho người ngoài ý muốn, một là lấy được đệ nhất Tiêu Phàm, hai là đánh bại Vũ Văn Hầu lấy được đệ tam Quý Xuyên. Về phần Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng kiếm tử 4 người, lại sớm ở đám người dự kiến bên trong. 6 người đứng đầu, Ta U Vân Phủ dĩ nhiên tiến vào top 6. Dưới đài Thanh Thương hai tay nắm tay, khó có thể ức chế trong lòng kích động. Đây nếu là đổi trước kia, bọn họ liền nghĩ đều không dám nghĩ, 6 người đứng đầu A, cái này đã đầy đủ gây nên Thiên Võ Thần Sơn coi trọng. Đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn một lần nữa phân phối tài nguyên, U Vân Phủ tất nhiên sẽ so dĩ vãng lấy được muốn bao nhiêu rất nhiều, tiếp qua 10 năm, U Vân Phủ cũng tuyệt đối sẽ không cùng thường ngày đồng dạng hạng chót. Chỉ là ngẫm lại, Thanh Thương trong lòng liền hưng phấn vô cùng. Tương phản, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, bọn họ có thể nói thất bại thảm hại. Huyền Bạch Y chết sau đó, bọn họ dứt khoát cùng Vũ Văn Tiên đứng ở một phương, đến mức cuối cùng liền một mai tư cách lệnh đều không lấy được. Không chỉ như thế, hiện tại bọn hắn đại trưởng lão Huyền Diệp cũng không biết tung tích, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ nghiễm nhiên mất đi người đáng tin cậy, bọn họ có chút không biết làm sao. Ai cũng không ngờ tới. Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể làm đến lần này bước A, U Vân Phủ lần này thực sự là tuyệt địa phản kích. Người nào nói không phải đây, bất quá lại nói trở về, Tiêu Phàm có vẻ như một mực đều là cường thế chiếm lấy đệ nhất danh, chỉ là tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ là vận khí mà thôi. Rửa mắt mà đợi A, Tiêu Phàm xác thực mạnh, nhưng là không thể nào là Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên đối thủ, cho dù thi hoàng tử cùng kiếm tử đều đủ hắn uống một bầu. Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Một canh giờ sau, Lục Kinh Long lần nữa tuyên bố trước 3 tên tranh đoạt bắt đầu, Lục Kinh Long hơi hơi khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lóe ra hàn quang. Tiêu Phàm tiềm lực nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, hơn nữa còn lặp lại nhiều lần đắc tội hắn, hắn là không thể nào nhường Tiêu Phàm sống sót. Trước 3 tên tranh đoạt tái trận đầu, Tiêu Phàm quyết đấu kiếm tử.
Hắc bào lão giả hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cùng kiếm tử hai người theo tiếng lên đài, xuất hiện ở số một lôi đài phía trên, hai người xa xa tương đối, cũng không có lập tức xuất thủ. Đa tạ Tiêu huynh lần trước xuất thủ cứu giúp, ân này kiếm mỗ ghi vào trong lòng, bất quá, trận chiến này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm tử hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói. Đồng thời, trên người hắn chiến ý lặng yên dâng lên, vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, trong tay hắn trường kiếm cũng bắt đầu nộ khiếu. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn xem kiếm tử, nói tin đồn chín phủ 13 tông kiếm đạo lấy kiếm huynh là nhất, Tiêu mỗ cũng vừa vặn lĩnh giáo một phen. Mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng cả người hiện lên tử huyết sắc, yêu dị vô cùng, lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí. Một thoáng thời gian, đầy trời kiếm khí từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, cùng đối diện kiếm tử kiếm khí đụng vào nhau. Bang bang, từng đợt kịch liệt va chạm vang lên, liền tựa như ngàn vạn thần kiếm đồng thời va chạm, giống như ngọc châu rơi bàn, thanh thúy êm tai. Xa xa nhìn lại, hai đạo kiếm mạc ở hư không kịch liệt va chạm, đem cả phiến thiên địa đều cắt vỡ ra đến, một bên vì tử huyết sắc, một bên vì bạch sắc. Còn chưa chân chính động thủ, uy lực liền kinh khủng như vậy, hai người này thực sự là đáng sợ. Đoàn người kinh hô không thôi, nhìn về phía nơi xa chiến đấu cũng là không hiểu kinh hãi. Đây thật chỉ là thiên thần cảnh chiến đấu sao? Lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng nói, cảm khái ngàn vạn. Bọn họ đột phá cổ thần cảnh nhiều năm, nhưng chiến lực cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn có chút không bằng, cái này khiến bọn họ như thế nào bình tĩnh đây? Cũng liền ở lúc này, lôi đài bên trên hai đạo thân ảnh rốt cục động, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng đụng vào nhau, dù là cổ thần cảnh trung kỳ đều chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng. Nhanh, không phải bình thường nhanh, kiếm tu vốn liền là đồng giai tu sĩ bên trong cường hoành tồn tại, kiếm tử cùng Tiêu Phàm hai người đồng dạng tu kiếm, thực lực phách tuyệt một phương, đồng giai hiếm có người địch. Đoàn người chỉ cảm giác khí thế kinh người, có chút hoa mắt, số một lôi đài phía trên đâu đâu cũng có kiếm ảnh. Chốc lát sau đó, hư không đầy trời kiếm khí nổ tung, sau đó hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, hướng về lôi đài bên trên rơi xuống, đoàn người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm bại, hắn thối lui đến bên bờ lôi đài mới đứng vững thân hình, kiếm tử lại vẻn vẹn lui ra phía sau không đến 10 bước, hai người lập tức phân cao thấp. Luận kiếm đạo, chín phủ 13 tông, kiếm tử chính là đệ nhất, Tiêu Phàm cùng kiếm tử so kiếm, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Ta nói qua, hắn chỉ bất quá là vận khí tốt bá đạo, gặp gỡ chân chính cao thủ, hắn tự nhiên không phải đối thủ. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem số một lôi đài phía trên kiếm tử, làm ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, lại là lộ ra khinh bỉ, rất nhiều người âm thầm lắc lắc đầu. Không đúng, các ngươi nhìn kiếm tử cánh tay, đột nhiên, có mắt nhọn tu sĩ cả kinh kêu lên. Đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy kiếm tử cầm kiếm cánh tay phải. Vậy mà ở chảy xuôi máu tươi dọc theo lòng bàn tay lưu lại, sau đó rơi ở trên trường kiếm. Làm sao có thể, kiếm tử bị thương, đoàn người lộ ra không dám tin tưởng. Kiếm tử thế nhưng là thập đại thiên tài đệ tứ A, đồng giai kiếm đạo vô địch, cùng Tiêu Phàm so kiếm lại làm sao có thể thụ thương đây. Nhưng mà sự thật liền là như thế, kiếm tử mặc dù tổn thương không nặng, nhưng thật bị thương, so với Tiêu Phàm lui ra phía sau càng xa tới nói. Có vẻ như càng thêm nghiêm trọng. Kiếm huynh kiếm đạo quả nhiên bất phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lần nữa đi đến phía trước, chiến ý lần nữa kéo lên. Tiến vào thái cổ thần giới đến nay, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất gặp gỡ chân chính cùng cảnh giới cao thủ, kiếm tử đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Kiếm tử thần sắc ngưng lại, trên mặt chánh choáng tiêu tán không ít, hắn sau đó lấy ra một cái tử hồ lô, lại đi trong miệng rót mấy ngụm. Thần sắc lần thứ hai biến mê ly lên. Tiêu Phàm có thể không cho rằng kiếm tử chỉ là đang uống rượu, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm tử trên người kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, so sánh vừa rồi còn muốn cường thịnh mấy phần. Tiêu huynh, tiếp xuống cũng phải cẩn thận. Kiếm tử trên mặt hiện lên một nụ cười, cả người tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ lăng thiên tư thế, muốn chém thiên phá địa. Thật mạnh kiếm khí, đoàn người kinh kêu ra tiếng. Kinh ngạc nhìn xem kiếm tử, đồng thời, những cái kia tay cầm bảo kiếm tu sĩ chỉ cảm thấy kiếm trong tay dĩ nhiên run lẩy bẩy.
chẳng lẽ là thiên sinh kiếm cốt? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa mới cùng kiếm tử giao phong, hắn cũng xem như rõ ràng nhận thức được kiếm tử thực lực, kiếm đạo cho dù hắn cũng hơi có không bằng, nếu như không phải hắn tốc độ đầy đủ nhanh, căn bản không có khả năng áp chế kiếm tử. Nhưng mà, hắn không nghĩ đến, kiếm tử lại là thiên sinh kiếm cốt. Thiên sinh kiếm cốt, chính là một loại kỳ lạ thể chất, thiên sinh chính là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, ở kiếm đạo bên trên nắm giữ độc nhất vô nhị thiên phú. Khó trách kiếm tử kiếm đạo như thế đáng sợ, thậm chí còn lấy kiếm tử làm tên, nắm giữ thiên sinh kiếm cốt hắn, xác thực xứng đáng cái tên này. Tiêu huynh, nhìn kỹ, kiếm tử mỉm cười, chậm rãi giơ lên trường kiếm huy trảm mà ra. Kiếm bộc, theo lấy kiếm tử một tiếng quát nhẹ, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu kiếm hà, đó là một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm khí chi hà. Dù là cách nhau rất xa, Tiêu Phàm vậy cũng có thể càng cảm nhận được cái kia vô tận kiếm khí sắc bén, hơn nữa, theo lấy kiếm khí tới gần, cỗ kia lăng lệ càng ngày càng đáng sợ. Tốt một chiêu kiếm bộc, chân như thác nước đồng dạng chảy thẳng xuống, càng hướng xuống, khí thế càng mạnh. Tiêu Phàm có loại tán thưởng, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Bất quá, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại xách ngược lấy tu la kiếm đạp không mà lên, xông thẳng kiếm kia xông mà đi. Không trung phía trên, truyền đến một trận tiếng sắt thép va chạm, nóng bỏng đốm lửa bắn tứ tung, giống như tinh quang lấp lóe, hư không rung động không thôi. Cái kia chút xuống kiếm hà, triệt để đem Tiêu Phàm bao phủ. Lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh ở kiếm hà bên trong xuyên toa, giống như đi ngược dòng nước ngư nhi. Giờ phút này, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ, ở kiếm hà bên trong xuyên toa, mặc cho cái kia kiếm khí như thế nào dày đặc, lại không đụng tới Tiêu Phàm thân ảnh mảy may. Hắn tự thân cũng giống như hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, thế như trẻ tre, không gì không phá. Đáng sợ, đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Cuối cùng hóa thành hai chữ nôn lộ ra. Bậc này kiếm đạo cường giả, bọn họ còn là lần thứ nhất kiến thức, trong lòng vô cùng rung động. Kiếm tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm kia sông bên trong thành thạo Tiêu Phàm, trong lòng cũng hơi kinh hãi, chỉ có hắn rõ ràng kiếm kia sông đáng sợ đến cỡ nào. Không nói đồng giai tu sĩ, cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng, có thể Tiêu Phàm lại bình yên vô sự, không thể không nói, kiếm tử qua nhiều năm như vậy. Còn không có gặp gỡ như thế mạnh đối thủ. Nhất là đối phương kiếm đạo cũng không yếu so với bản thân, cái này khiến hắn chiến ý không ngừng kéo lên lên. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục xông phá kiếm hà trói buộc, hóa thành một đạo chớp lóe thẳng hướng kiếm tử. Ngươi cũng ăn ta một kiếm, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tu la kiếm rung động, đầy trời huyết sắc kiếm khí phủ hiện. Cùng kiếm tử kiếm hà so sánh, Tiêu Phàm kiếm khí không có bất kỳ quy luật gì. Điên cuồng mà rảo sát lấy bốn phía, ở nơi này một kiếm phía dưới, cho dù dùng trận pháp bảo hộ lôi đài, cũng xuất hiện từng đạo thật sâu vết cắt. Vết cắt giống như từng chuôi cỡ nhỏ trường kiếm, sắc bén vô cùng, liếc nhìn lại, liền ánh mắt đều muốn bị xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm. Nghịch loạn chi kiếm, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Kiếm tử con ngươi khẽ run lên, bất quá cũng không e ngại, trong tay trường kiếm không ngừng vung ra, lấy hắn làm trung tâm. Nhấc lên một trận kiếm chi phong bạo, đem cái kia đầy trời nghịch loạn kiếm khí toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Hắn mỗi ra một kiếm, khí thế đều muốn cường đại mấy phần, phiêu giật tiêu sái, căn bản không giống là ở kịch chiến, mà giống như là múa kiếm. Đối với vây xem đám người tới nói, vậy cũng tốt giống không phải một trận chiến đấu, mà là đang thưởng thức một trận vũ đạo. Cùng kiếm tử phiêu giật so sánh, Tiêu Phàm xuất kiếm thì là quyết đoán sát phạt. Mỗi một kích góc độ đều 10 phần xảo trá, không có kẽ hở, càng giống là một loại giết người thủ đoạn. Kiếm phong, kiếm tử quát nhẹ thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống thời khắc, hư không quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, tiếng ô ô nộ minh, vô tận nghịch loạn kiếm khí toàn bộ bắn bay. Ha ha, thống khoái, kiếm tử thét dài, một trận chiến này, hắn chiến niềm vui tràn trề, hoàn toàn không cần giữ lại. Ngay sau đó, hắn kiếm khí đột nhiên biến hung mãnh lên, không có loại kia phiêu giật cảm giác, lại cho người ta một loại đáng sợ sát phạt khí tức. Mọi người mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tựa như bọn họ trước mặt cũng không phải một người, mà là một chuôi nghịch thiên sát phạt chi kiếm. Sinh tử thế giới, Tiêu Phàm không dám khinh thường kiếm tử,
Tu La kiếm một kiếm chém ra, sinh tử thế giới tức khắc xuất hiện ở hư không. Đi đến bây giờ cảnh giới, sinh tử thế giới lực lượng tự nhiên xa bay chiến thần cảnh có thể so sánh, cái kia bàng bạc sinh tử chi lực hóa thành từng chuôi sinh tử chi kiếm, rảo sát lấy hư không. Kinh khủng nổ vang từ hư không truyền ra, số một lôi đài run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn vỡ nát. Ong ong, lúc này, từng đạo lưu quang thoáng hiện, chung quanh lôi đài dự bị trận pháp lần nữa khởi động, bảo vệ lôi đài an toàn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái này lôi đài biết bao cứng rắn, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng không có khả năng nhường lôi đài tự động mở ra trận pháp A. Tiêu Phàm là thật có thực lực, đoàn người hít sâu một cái, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt sốt cục có chút bất đồng. Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng Tử mấy cái, con ngươi nhìn chằm chặp không chung, sợ bỏ qua cái gì. Thi Hoàng Huynh, ngươi nói một trận chiến này, ai sẽ thắng? Long Phi Vũ híp hai mắt nhìn chằm chằm lôi đài nói. Không biết, Thi Hoàng Tử lắc lắc đầu, bất quá lập tức lại bổ sung một câu, bất quá ta cảm thấy, Tiêu Phàm phần thắng phải lớn một chút. À, Long Phi Vũ hơi hơi ngoài ý muốn. Một bên Vũ Văn Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Ngươi đừng quên, cho đến bây giờ, hắn đều chỉ thi triển kiếm đạo thủ đoạn. Thi Hoàng Tử ngưng tiếng nói. Long Phi Vũ nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, đúng vậy a, Tiêu Phàm cho đến bây giờ đều chỉ là thi triển kiếm đạo thủ đoạn, có thể Tiêu Phàm cường đại nhất cũng không phải kiếm đạo thủ đoạn a. Nếu như Tiêu Phàm thi triển cái khác thủ đoạn mà nói, kiếm tử có thể ngăn cản được sao? Bất quá, những người khác có thể không cho rằng như vậy, Thiên Lan Tông vị trí, tất cả mọi người đều khẩn trương vô cùng. Thiếu chủ nhất định có thể thắng. Ăn mặc thanh sắc váy lụa Ngư Nhi cắn cặp môi thơm nói, nàng ngọc thủ nắm chặt, tựa như cùng Tiêu Phàm chiến đấu là chính nàng một dạng. Ngư Nhi, người cứ yên tâm đi, cái này cũng không phải kiếm tử mạnh nhất thủ đoạn. Thiên Lan Tông một vị trưởng lão ý vị thâm trường cười nói. Có đúng không, Ngư Nhi vừa mừng vừa sợ. Ha ha, Tiêu Huynh, người kiếm đạo, quả nhiên lợi hại, bất quá, nếu như ngươi vẫn như cũ chỉ dùng kiếm mà nói, vậy ngươi thua. Đột nhiên, lôi đài bên trên mới, truyền đến kiếm tử cười to thanh âm. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, hắn biết rõ, kiếm tử muốn thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Cái kia Tiêu Huynh thử xem ta một kích này, ngươi nếu có thể tiếp xuống, vậy ta liền thua. Kiếm tử có thể không cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cuồng vọng, có lẽ hắn cũng có bản thân cường đại thủ đoạn. Phù quang lược ảnh, kiếm tử hét lớn một tiếng. Trong tay trường kiếm đột nhiên nộ khiếu không thôi, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện đầy trời bạch sắc kiếm khí, hiện tại mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng lại đâm vào rất nhiều người không mở ra được hai mắt. Con mắt ta, đám người bên trong phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí đâm vào ánh mắt bọn họ đau nhức, không ít người càng là chảy ra máu tươi. Một sát na này, cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhắm lại hai mắt, không có mấy người dám nhìn thẳng lôi đài phía trên. Chỉ có những cái kia cổ thần cảnh trưởng lão vẫn như cũ không ngại, bọn họ toàn bộ đều kinh hãi nhìn chằm chằm lôi đài phía trên. Thật nhanh kiếm, có thế hệ trước cổ thần cảnh cường giả kinh ngạc nói. Một kiếm này, kỳ thật đâu chỉ nhanh, cái kia bạch quang, liền là kiếm khí cùng không khí ma sát phát ra quang mang, có thể nghĩ một kiếm này tốc độ. Hơn nữa, cái này còn không phải một kiếm này đáng sợ nhất địa phương, đáng sợ nhất là, cái này kiếm khí lít nha lít nhít. Giống như vạn tiễn tể phát đồng dạng, che khuất bầu trời. Đối phương liền con mắt đều không mở ra được, lại có thể ngăn cản một kiếm này. Tiêu Phàm đôi mắt bên trong lóe ra một đạo dị dạng quang mang, bạch quang mặc dù chói mắt, nhưng còn không làm gì được hắn. Chỉ là, một kiếm này tốc độ cùng uy lực, quá mức kinh người, dĩ nhiên so táng quang kiếm tốc độ nhanh hơn. Phải biết, táng quang kiếm có thể liền quang mang đều có thể táng A. Kiếm tử một kiếm này nhanh hơn, cái kia tốc độ, đoán chừng liền cổ thần cảnh hậu kỳ đều không bằng. Một kiếm này mặc dù đáng sợ, nhưng Tiêu Phàm lại không e ngại, ngược lại đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tiêu Phàm đoán chừng liền con mắt đều không mở ra được, hắn thua. Thế hệ trước tu sĩ mở miệng, âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Phàm thực lực quả thật không tệ, có thể ở nơi này một kiếm phía dưới, vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Nhưng mà cũng liền ở lúc này,
mắt thấy cái kia ngàn vạn kiếm khí sắp oanh sát Tiêu Phàm thời khắc, hắn đột nhiên động, hắn nâng lên trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên. Chôn vùi, đồng thời, Tiêu Phàm trong miệng thốt ra hai chữ, ngay sau đó, một đạo màu xám kiếm quang từ Tu La kiếm bên trên nở rộ, đập xuống. Chỉ bằng một kiếm này, cũng muốn ngạnh kháng kiếm tử công kích. Thực sự là buồn cười. Những cái kia cổ thần cảnh cường giả lắc lắc đầu, cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đúng, các ngươi nhìn. Nhưng mà lúc này, cái kia hắc bào lão giả trọng tài đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, kinh ngạc nhìn xem lôi đài phía trên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.